Được rồi, mọi người chào mừng trở lại. Đây là phần bổ sung bài học về mô hình hành động giá số 4 về giao dịch vị thế. Trường hợp mô hình hành động giá ICT số 4, giao dịch vị trí thay đổi hàng quý và xu hướng theo mùa. Bây giờ rõ ràng là đang được xem xét. Tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian bởi vì bạn chắc hẳn đã quen thuộc với mô hình. Nó đã được trình bày rồi trong nền tảng của nó. Giai đoạn thiết lập sẽ là ca hàng quý. Vì vậy cứ khoảng 3 tháng một lần sẽ có một sự biến động hình thành trên thị trường. Và chúng tôi đang kết hợp nó với xu hướng theo mùa. Bản thân quá trình thiết lập sẽ được đóng khung một kỹ thuật công cụ tiền thông minh kết hợp cặp tương quan SMT hoặc USD/SMT. Và chúng tôi đang hòa trộn với điểm hợp lưu của C0T. Chương trình phòng ngừa rủi ro được rồi, vì vậy ứng dụng giải mã dữ liệu C0T của tôi là gì? Nói với chúng tôi rằng đừng nhìn thấy theo cách truyền thống trong dữ liệu C0T. Và bản thân mô hình sẽ là thanh khoản phạm vi bên ngoài như mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi. Được rồi, đây là khuôn khổ được rồi. Vì năm ngoái tôi đã cho bạn rồi nhé, 2018, tôi đã cho bạn một bài thuyết trình đã tận dụng xu hướng giảm giá theo mùa bearish seasonal tendency bằng bảng Anh. British pound. Now, bây giờ tôi đang gắn bó với cái đó ở đây bởi vì nó nổi bật nên nó truyền đạt khuôn khổ. It communicates the framework, the sự thật được rồi. The truth, okay? The sự tiên đoán về những điều tôi thực sự đã dạy bạn năm ngoái. Nó vừa xảy ra lần nữa được rồi. Vì vậy nếu có bất kỳ nghi ngờ nào thì được thôi. Nếu có bất kỳ nghi ngờ gì, nếu tôi dạy bạn điều gì đó có liên quan, hoặc nếu nó thực sự ở đó, hoặc nếu đó là sự thật đằng sau thị trường, hãy để đây là bằng chứng cho điều đó được không? Tin tôi đi, tôi sẽ cho bạn vàng. Đây là tổng thể ở nội bộ. Phối cảnh tôi có về mô hình này, đây là cách tôi tiếp thu mọi thứ. Vì vậy, nếu tôi đề cập đến những khía cạnh nhất định của mô hình này, một lần nữa như tôi đã nói trong nghiên cứu nền tảng khi nó được phát hành lần đầu tiên vào năm ngoái. Đây là những thứ tôi đang hình dung về giá cả. Vậy là tôi đứng đầu danh sách rồi nhé. Phần cao nhất của slide này là tôi đang đề cập đến phạm vi dữ liệu tối đa được chứng, nên tôi đang nhìn lại 20-40 trong 60 ngày. Và tôi đang xem xét cam kết của chương trình phòng ngừa rủi ro tư nhân là gì. Nó đang nói với tôi điều gì? Vì vậy, cách tôi thao tác dữ liệu nói cho tôi biết tổng thể là gì. Tôi đoán vị trí dòng thực sự là dành cho quảng cáo, không dựa trên những gì cũ truyền thống hoặc biểu đồ quản trị viên hiển thị, nhưng cách tôi giải thích nó ổn. Vì vậy, nếu bạn không quen với điều đó, nếu bạn vội vã vượt qua sự hướng dẫn, bạn cần phải quay lại tất cả vì điều quan trọng là phải hiểu nó. Cơ cấu giá tổng thể hoặc cấu trúc thị trường trên biểu đồ hàng ngày, tôi muốn thấy mức cao trước đó bị phá vỡ theo chiều hướng tăng. Được rồi, nếu điều đó xảy ra và đồng thời một SMT, các trình nữ hình thành và sau đó trong biểu đồ hiển thị ở đây, nó cho thấy rằng về cơ bản đây sẽ là đồng đô la euro. Và cái này sẽ giống như đồng bảng Anh. Được chứ? Vì vậy đồng bảng Anh đạt mức cao hơn hết cao cũ hoặc cao hơn đây. Và đồng euro không tạo được mức cao hơn. Thiết lập này là cho bảng Anh. Vậy đồng bảng phải có cấu trúc giá này đây nhé. Vì vậy nếu cấu trúc thị trường không thể hiện điều này, mô hình 4 vẫn chưa diễn ra nhé. Bạn phải chờ đợi hoặc không có kết quả. Bây giờ nếu bạn đang nhìn vào SM chuyển hướng với chỉ số đô la và bạn đã đảo ngược, được hoặc trong chỉ báo của bạn, tôi chia sẻ với bạn, nếu bạn đã đặt nó ở chế độ phản chiếu, nó sẽ hiển thị như thế này. Đây sẽ là chỉ số đô la như thế được rồi, và đây sẽ là điều bạn mong đợi thấy, giá truyền hình cáp hoặc bảng Anh cao hơn so với đồng đô la. Hoặc nếu bạn chỉ nhìn vào thị trường tương lai trên bảng Anh, đó là mức cao hơn được hình thành bằng đồng bảng Anh. Và mức cao thấp hơn
high if nếu chỉ số đô la được nhân đôi hoặc đảo ngược. If nếu nó không bị đảo ngược, bạn muốn thấy một mức thấp thấp hơn không thành công. Okay. Được rồi, nói cách nó sẽ có mức thấp cao hơn trong chỉ số đô la. Và hãy tin tôi, hãy nghe những gì tôi vừa nói, mọi thứ tôi giải thích cho bạn. Bạn nên biết. Và đây là kỳ vọng mà chúng tôi có. Đây là cây nến hàng tháng. Mặt trái của chúng tôi đang tìm cách mở rộng, nhắm mục tiêu một số nhóm thanh khoản thấp hàng ngày hoặc ô sao sai. Và chúng ta sẽ tận dụng 6 tháng cuối cùng được chứ. Nhìn lại chương trình phòng ngừa rủi ro COT. Và mảnh ghép cuối cùng của câu đố là chúng ta muốn thấy điều này hình thành theo xu hướng theo mùa. Vì vậy chúng ta đang xem quảng cáo, giữ một vị thế bán dòng nặng. Với sự giải thích của tôi về dữ liệu cũi, xu hướng theo mùa, quảng cáo trên bờ biển, thanh khoản cao hơn ở bên cạnh, thứ tự ghép nối của họ. Đó là kịch bản lý tưởng, họ muốn ở trên và cao cũ, họ muốn ở trên đó, nơi vững chất lỏng cao. Những người tham gia muốn mua nó từ họ được không? Bởi vì điểm dừng sẽ hết đối với những người nắm giữ lệnh bán được rồi, hoặc các nghệ sĩ đột phá sẽ mua đột phá đó. Và tiền thông minh sẽ sử dụng tính thanh khoản đó để làm đối tác cho các vị thế bán của họ, và sẽ làm điều tương tự. Và một lần nữa chúng ta đang tập trung vào slide ở đây. Từ năm sau, tôi sẽ cho bạn một ví dụ về mô hình này. Và tôi biết có vẻ tôi đang kéo dài nó ra rất nhiều, nhưng như bạn sẽ thấy trong bài học này, không phải là bạn không học được điều gì mới, bởi vì tôi thực sự sẽ cho bạn thấy khi chúng ta trải qua những điều này, tất cả họ đều tự khen mình như thế nào được chứ. Họ làm việc tốt với nhau. Mặc dù bạn chỉ có thể thực sự chỉ tập trung vào một và làm rất rất tốt, và một mô hình là gì? Một số bạn có thể có đã yêu mẫu 1 hoặc mẫu 2, bạn biết hoặc 3. Mô hình 4 thực sự tốt nếu bạn là một nhà giao dịch có quan điểm dài hạn. Nhưng đừng nghĩ đó chỉ là vì anh chỉ cho em một lần thôi, cập nhật một năm về những mẫu này mà chúng không phải họ không quan trọng, hoặc chúng không liên quan, hoặc sẽ không hữu ích cho bạn. Bởi vì bạn sẽ thấy trong bài học này có bao nhiêu thứ kết hợp với nhau. Và thậm chí nếu bạn không muốn trở thành, giả sử bạn là một nhà giao dịch trong ngày với giao dịch cho thậm chí một lần giết là quá nhiều thời gian. Tham gia giao dịch cho chính mình, họ nói có tính cách của bạn, và nó có thể là thì mô hình này không thực sự giao tiếp. Bạn biết điều đó một cách hiệu quả với bạn ngay bây giờ, có lẽ bạn đã xem nó. Trong trường hợp tôi thấy nhóm thành viên điều lệ mới, bạn có thể đã xem cái này. Anh bạn, bạn biết đấy, tất cả đều tuyệt vời và tất cả Michael. Nhưng bạn biết, cái này không hợp với tôi. Tôi thấy bạn thực hiện tất cả các giao dịch và tôi muốn trở thành một nhà giao dịch. Một lần nữa đừng cố bắt chước tôi. Được rồi, tôi sẽ cho bạn 12 mẫu độc đáo. Và tôi sẽ xây dựng chúng theo thời gian. Nhưng bạn cũng sẽ xem thêm giờ bằng cách nghiên cứu tất cả chúng cùng nhau. Tất cả đều giúp bạn hiểu. Mỗi người trong số họ nói riêng và nói chung. Vậy 12 mẫu này đang có được giống như nền tảng của bạn cho một góc nhìn hoàn chỉnh và hiểu biết rộng rãi về hành động giá. Vì vậy, mặc dù bạn có thể không phải là người giao dịch, bạn có thể không phải là người giao dịch trong mô hình này sẽ giao tiếp rất nhiều chi tiết, đặc biệt là với phần bổ sung bài học ở đây. Nên tôi không muốn đánh bại bạn, được thôi, và mang đến cho bạn đủ kiểu cường điệu. Tôi sẽ để nó tự chuyển giao. Và sau đó bạn đi đến kết luận. Bạn có làm sạch bất cứ thứ gì hữu ích từ nó. Tôi tin bạn sẽ như vậy lần nữa. Bài học này sẽ tập trung vào một lần nữa, đúng như những gì chúng tôi đã chia sẻ năm ngoái, được rồi. Cho mẫu số 4, điều này sẽ xảy ra. Chỉ là một bằng chứng nữa cho chính những điều tôi đã dạy năm ngoái, và nếu tôi thành thật với bạn thì tôi sẽ nói với bạn. Có lẽ bạn đang nghĩ, khi bạn nhìn thấy những mô hình này lần đầu tiên thì đây không phải là điều tôi hy vọng nó sẽ là. Và những mong đợi của bạn trong niềm hy vọng của bạn là gì? Là tôi sẽ kể cho bạn cách tham gia giao dịch mỗi lần sử dụng nó. Nhưng sẽ có sự hiểu biết dần dần là cần thiết được rồi. Và như tôi đã nói, đây gần như là 27 năm kinh nghiệm và tôi chỉ không có cách nào để tôi nén nó thành một viên thuốc nhỏ để bạn nuốt, và bạn có mọi thứ mà tôi biết, nó không hoạt động như vậy. Vì vậy bạn phải nhìn mọi thứ một cách khái niệm, và sau đó tôi giới thiệu những thứ khác
Điều đó sẽ bổ sung cho điều đó, nhưng tôi sẽ không vẽ ra quá nhiều điểm tương đồng với những bạn nên thấy, bởi vì tôi sẽ cướp đi điều đó của bạn, aha, khoảnh khắc nó xảy ra, và rồi khi bạn có được khoảnh khắc đó, thật đáng kinh ngạc, và bạn sẽ nghiện nó, và nó nuôi dưỡng mong muốn học tập nhiều hơn của bạn. Đó là lý do tại sao tôi dạy theo cách tôi dạy. Nó có thể gây khó chịu cho một số bạn. Bạn muốn tất cả mọi thứ ngay vì bạn nghĩ bạn sẽ hiểu nó, và bạn không. Trong sự minh họa hoàn hảo về điều đó là, hãy nhìn xem tôi đã cống hiến bao nhiêu trong các hướng dẫn miễn phí. Nhìn xem tôi đã cho bao nhiêu, và tôi đã đưa ra hết làn sóng này đến làn sóng video khác. Và mọi người vẫn đang bơi trong thứ đó, và họ không biết họ đang làm gì với nó vì nó quá tải. Vì vậy trong sự hướng dẫn tôi đang cung cấp cho bạn một cách học có cấu trúc. Cắn từng miếng, từng mảnh một, và theo thời gian, bạn sẽ nuốt chửng con voi. Được rồi, và con voi đó là con voi kiếm tiền thông lê nó nhảy vào bể bơi dành cho trẻ em như tôi đã dạy trong các bài hướng dẫn miễn phí. Bạn cho sự dịch chuyển. Bạn sẽ đánh giá cao tất cả những bởi vì bạn đã trải qua quá trình học tập có cấu trúc ở đây. Tôi không muốn cho bạn quá nhiều. Và ngay bây giờ tôi đang nói chuyện với nhóm đã được thanh toán, nên không có chiêu trò bán hàng. Tôi không trói buộc bạn. Bạn đã đưa tiền cho tôi rồi. Vì vậy tôi muốn bạn tập trung vào những điều rất rất. Tôi đoán chung chung, họ chỉ lặp lại hơn và hơn và hơn nữa trên tất cả các mô hình. Và đó là một chuỗi, từ mẫu số 1 đến mẫu số 12. Nếu bất kỳ một trong những mô hình, nếu bạn kéo một sợi dây thì được thôi, của cái nhìn sâu sắc, tất cả các mô hình sẽ phản ứng vì chúng bị bỏ trống. Không có ai trong một mô hình cụ thể. Bạn biết cá nhân hóa được rồi, hoặc bị cô lập nhé. Nó không thích. Tất cả đều có nét độc đáo riêng, họ không thể làm việc theo cách nào khác. Nó phải là như vậy. Ở đó những mô hình này luôn hoạt động. Họ luôn chơi đùa. Quan điểm là, khi bạn ngồi xuống trước các biểu đồ, khi bạn đồng bộ với hành động giá, chúng ta đang ở đâu trong phạm vi của 12 mô hình này? Đó là mô hình. Điều đó sẽ thay đổi sự hiểu biết của bạn. Nhưng tôi không thể làm điều đó xảy ra. Nó sẽ xảy ra bằng cách bạn học tập và liên quan đến tất cả chúng. Trên cơ sở cá nhân đầu tiên, vậy thì nói chung là được. Vậy năm sau, tôi sẽ cho bạn một kịch bản tăng giá. Tôi chỉ muốn giao tiếp vào nhóm đầu tiên vì tôi có rất nhiều. Những người trong nhóm đầu tiên, họ thực sự không đã chiến thắng bởi cái này được rồi, bởi vì nó có vẻ ổn. Đây là những việc mà họ phải ngồi đợi cả năm trời để xem liệu điều này có thực sự hiệu quả không. Và chúng tôi ở đây. Vậy một lần nữa đây là một lặp lại điều tương tự, chủ đề mà chúng tôi đã sử dụng trong bài học cơ bản đầu tiên. Được rồi, slide này sẽ trông rất quen, nó giống hệt một cái, và chúng tôi đang tập trung vào đồng bảng Anh, và tháng 5 theo mùa. Tennessee ở đây rất trông, bạn có thể thấy tháng 5 thường là tháng giảm giá. Bảng Anh. Được rồi, biểu đồ này ở đây. Đây là biểu đồ từ cơ sở COTBase.com. Com được rồi, COTBase. COTBASE. Con đó là một trang web miễn phí. It's a free website. It allows nó cho phép bạn hiển thị những gì bạn đang thấy ở đây. Tôi đang cố gắng kéo biểu đồ thanh lên. Biểu đồ cũi com và COT chart and, như vô hiệu hóa các thông số kỹ thuật nhỏ và lớn. Những người đầu cơ và chỉ hiển thị dòng thương mại. Nhưng vì lý do gì? Biểu đồ tương tác cho phép bạn làm điều đó ở đó. Sẽ không để tôi làm, vì vậy tôi không chắc đó có phải là điều tôi đã làm, nhưng hôm nay tôi không có đủ thời gian để làm việc đó, nên tôi vừa sử dụng một nguồn tài nguyên miễn phí khác trên Internet, và nếu bạn không biết điều này, đây là một cái khác. Thực ra tôi đã học được điều này từ một cặp đôi, sinh viên của chúng tôi, họ đã hỏi tôi, ý kiến của tôi về nó là gì, tôi nhìn chúng tôi khá tốt. Nhưng họ cung cấp như một mặt hàng cao cấp, tôi không biết gì về phía trả phí, tôi không nhận được bất kỳ khoản tiền lãi, theo nghĩa đen tôi. Hôm nay mới vào trang này lần thứ hai, chỉ để lấy biểu đồ này. Lần duy nhất tôi từng đã ở đó khi học sinh hỏi tôi ý kiến của tôi về nó là gì. Theo ý kiến của tôi là thế, nghĩa là dữ liệu được hiển thị ở dạng một cách hỗ trợ việc học của bạn, và nó không hẳn là không chính xác. Sau đó bạn có thể sử dụng nó, đừng để tôi kiểu như dồn bạn vào một, bạn chỉ sử dụng những công cụ này thôi nhé. Cuối cùng bạn có thể tìm thấy thứ gì đó mà tôi yêu, mà tôi không biết. Tôi đang ở đây, thời gian của tôi đang bận rộn với điều này. Và tôi đã từng có rất nhiều thời gian để có thể nhìn cho những thứ khác và đi sâu vào những thứ khác bạn biết đấy.
nghiên cứu và nghiên cứu cá nhân và xem những gì có sẵn. Sau khi tôi không còn thứ xa gì đó nữa, tôi tràn ngập tất cả mọi người là thành viên của nhóm này. Đây là biểu đồ bạn sẽ thấy nếu bạn kéo lên. Đồng bảng Anh ở căn cứ cũ.com và hãy nhìn vào biểu đồ ở đây nhé. Take a look at the chart down here. Okay, this is đây là quảng cáo. Đây là đường màu đỏ đó, và nó được ấn định là 6 tháng. Điều này thực sự tuyệt vời vì tôi dạy bạn. Chương trình phòng ngừa rủi ro C quan điểm trên cơ sở 6 tháng của 12, cơ sở 12 tháng, và nhiều năm cũng được. Vậy từ quan điểm thay đổi hàng quý, và cứ 3 tháng một lần hoặc lâu sẽ có sự biến động về giá. Nó diễn ra. Bây giờ trong ghi chú của bạn, đây là những gì bạn muốn viết. Mỗi 3 tháng, sẽ có một sự thay đổi đáng kể hàng quý và canh giá. Không phải mọi loại tiền tệ đều sẽ diễn ra điều đó. Điều quan trọng là bạn muốn học thị trường hiện nay, chúng ta đang ở khu vực nào, và xu hướng theo mùa nào đang hot hiện nay, hoặc cái gì phải nóng nhé. Bây giờ là cái gì, điều gì thường xảy ra? Bạn biết đấy, với rất nhiều sự nhất quán với xu hướng theo mùa, những thị trường nào thường chuyển động, một bên cao hơn hoặc thấp hơn được, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để sử dụng mô hình này. Khi tôi nhìn vào biểu đồ giá như thế này, nếu tôi nhìn vào dữ liệu cũ, tôi chỉ vì tôi đã làm việc đó quá lâu rồi, tôi bỏ qua những suy đoán lớn, vì nó luôn là hình ảnh phản chiếu về những gì quảng cáo đang làm tốt. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào những gì họ đang làm, ý tôi là chúng thực sự được đánh dấu để khóa thị trường. Bạn biết đối tác, mọi thứ về mặt thương mại đều là mục đích thanh khoản. Họ đang ở phía bên kia. Họ là nhà cung cấp tiền tệ. Đó là của họ. Đó là hàng hóa của họ, đó là sản phẩm của họ được, nên khi họ bán nó cho mọi người thì được thôi. Họ đang cung cấp tính thanh khoản đó. Nếu họ muốn gọi vào đó, giá đó được đấy, họ sẽ thao túng mọi thứ về giá, kiểu như ngăn cản, quan tâm theo cách này hay cách khác bởi các nhà đầu cơ lớn. Những nhà đầu cơ nhỏ sẽ được hiển thị dưới hai cái này. Dòng ở đây trên nền cũ, biểu đồ com các nhà đầu cơ nhỏ hoàn toàn. Vẽ đồ thị độc lập, điều mà tôi yêu thích mà những người ở trang web này đã làm một công việc thực sự tuyệt vời về vấn đề đó, bởi vì bất cứ khi nào bạn nhìn vào biểu đồ CRC, lập trường truyền thống bệnh tật, thường là những nhà đầu cơ nhỏ đang ở đâu đó ở đây làm bất cứ điều gì họ đang làm, và nhìn chung họ thường sai. Nên chúng tôi không quan tâm đến những nhà đầu cơ nhỏ, và chúng tôi thực sự không cần xem những nhà đầu cơ lớn đang làm gì nhé. Vậy đó là sự hiểu biết bạn có được khi học với tôi. Tôi không quan tâm hai dòng kia đang cho tôi thấy điều gì, bởi vì tôi đã biết những quỹ lớn đang làm gì. Họ sẽ như vậy lại với bất cứ điều gì quảng cáo đang làm được, bởi vì quảng cáo đang cung cấp tính thanh khoản cho đối tác. Vì vậy, khi tôi nhìn thấy cái này, mắt tôi ngay lập tức hướng tới nơi cao nhất trong 6 tháng qua, và tôi tìm thấy mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Đó là phạm vi của tôi, và sau đó tôi thấy chúng ta hiện đang ổn ở đâu, và đó là tất cả những gì bạn đang làm khi bạn đang sử dụng ứng dụng CRT, lập trình phòng hộ đó. Tôi đã dạy trong chương trình hướng dẫn về mặt đồ họa nó trông như thế nào. Một khi bạn thay đổi tất cả mọi thứ, tôi không làm việc này. Trong nghiên cứu của riêng tôi, không cần phải làm điều đó, tôi có thể thấy nó. Theo thời gian, bạn cũng sẽ đạt được điều này, hoặc có lẽ bạn cần phải làm điều này, được không? Nhưng tất cả những gì tôi làm là đạt mức cao nhất của quảng cáo ở vị trí đó, ở mức thấp nhất trong vị trí dòng của quảng cáo, và đó là phạm vi đó. Một nửa phạm vi đó là ở đây. Mọi thứ phía trên nó tôi tô màu xanh lá cây. Mọi thứ bên dưới nó tôi tô màu đỏ. Bây giờ bạn đã thấy rất nhiều ví dụ về tôi trong. Cho bạn xem cái này. Nếu bạn nhìn lại dữ liệu cũ, chúng ta hãy nhìn lại nó một lần nữa. Đây là biểu đồ. Nếu bạn nhìn nó từ quan điểm truyền thống, chúng dài thật đấy. Vậy họ ở trên là dòng của bạn. Quan điểm thương mại là gì? Từ một cửa hàng bán lẻ, nhà giao dịch sử dụng C0T, tại thời điểm này, họ đang lạc quan phải không? Chà, quảng cáo dài quá, tại sao chuyện này lại đi xuống thế này? Nếu quảng cáo đang giữ vị thế mua dòng, C0T không hoạt động. Tôi thất vọng với điều này, điều này thật ngu ngốc. Tin tôi đi, tôi đã có cái đó. Quá trình suy nghĩ đó đã đi vào tâm trí tôi rất nhiều lần. Tôi là một chàng trai trẻ, bởi vì tôi không biết mình đang làm gì.
Thông tin thậm chí còn tốt như Larry Williams, như ông đã dạy về nó trong cuốn sách những năm 1970 của mình, cách kiếm được $1 triệu chi từ hàng hóa vào năm ngoái. Cuốn sách hoàn toàn tuyệt vời nó. Một trong những cuốn sách hay nhất mà bạn từng có, từng sở hữu trong thư viện của bạn. Rất nhiều điều về cuốn sách đó vẫn là sự thật. Những gì có liên quan và có lẽ chúng sẽ luôn có, bởi vì thị trường sẽ di chuyển theo cách nó diễn ra. Nếu bạn sử dụng chế độ xem dữ liệu CRT của anh ấy, bạn sẽ không thấy những gì tôi chỉ cho bạn ở đây được chứ. Tôi không biết Larry đã từng nhìn thấy những gì tôi đã làm với dữ liệu ung thư. Nhưng cái ngắn nhất của nó là nó không có gì giống như vậy. Bởi vì khi bạn đi đến kết luận này, bạn thực sự có được đến cốt lõi quảng cáo đang làm gì. Tất cả đều ở đây lâu hơn thế. Và nhìn xem chuyện gì đã khi chúng tôi đạt được một mảng giảm giá có xu hướng tăng. Thị trường phục hồi ổn. Có lưới giải, chúng tôi giao dịch thành một khối đơn hàng, khoảng cách giá trị hợp lý đẹp, mở rộng trở lại nhé, giá lại giảm nữa, giao dịch vào khối lệnh. Đây là bắc, vậy nên bạn coi thứ quay lại ngay đây, khối lệnh giao dịch vào đây, và nhìn vào cái pop lớn này, ở vị thế mua dòng thương mại ngay tại đó, và sau đó bạn thấy giá tăng vọt ở đó. Họ ở lại đây rất lâu, nhưng rất khiêm tốn, và sau đó họ chuyển số ở đó. Bây giờ hãy xem điều gì xảy ra. Tích lũy và bùng nổ. Đây là sự dịch chuyển. Có chuyện gì đó, chuyện gì đang xảy ra. Họ đang bán ở đây. Và nhìn xem họ đang bán hàng rầm rộ đấy. Khi giá tăng lên, họ vẫn đang bán vào cuộc biểu tình này. Hãy nhớ độ cao này ngay tại đây. Đó không phải là bảng lương nông nghiệp cho tháng 5 vào thứ 6 tuần đó. Hãy nhớ những gì tôi đã nói vào. Tôi đã nói nhiều lần bảng lương phi nông nghiệp sẽ tạo ra Judah Swing cho phạm vi hàng tháng. Đó không phải là lần duy nhất tôi nói điều đó. Nhưng điều quan trọng là bạn phải lưu ý mẫu số 4. Ồ, bây giờ nó bắt đầu trở nên thực sự tốt rồi. Nếu bạn biết bạn đang tìm kiếm điều gì cho ca làm việc hàng quý tiếp theo hoặc Tennessee theo mùa hàng tháng, điều đó sẽ rất nóng ngay bây giờ, và bạn nhìn vào tiền lương trước, nếu nó tạo ra một chuyển động có hướng rõ ràng về một phía, nó có thể dẫn đến một cú swing của Judah, được chứ? Vậy nên biết cái gì đang bài tiết đâu đối diện của phạm vi hàng tháng. Vì vậy, để giảm giá, giống như Tennessee theo mùa dành cho đồng bảng Anh vào tháng 5, nếu nó tăng giá không phải từ bảng lương, ồ, bạn có thể khá nhiều. Giả định một cách an toàn rằng có lẽ có một khoản đầu tư đáng giá từ phía bạn để vào đó và nghiên cứu xem có gì trong đó không. Bây giờ ngắn gọn. Tôi không cố bán trái tim bạn. Tôi không cố ý ám chỉ này. Điều này sẽ luôn hiệu quả, luôn luôn là 100%. Đó không phải là điều tôi đang đề xuất ở đây. Nhưng tôi đang nói rằng nếu bạn không, ít nhất hãy xem xét nó vào mỗi tháng 5. Thì bạn thực sự đang bỏ lỡ chiếc thuyền. Xét về một thỏa thuận có ý nghĩa lead pipe thực sự đầy tải. Bạn biết gì, những loại hình giao dịch này là những cái đó là như vậy, nặng nề một phía. Không phải tất cả chúng sẽ thành công, chúng không phải 100%, nhưng nếu bạn định tìm những giao dịch sẽ cho đến nay có lợi cho bạn, nhưng vẫn chưa hoàn hảo và 100%, vì không có gì là bao giờ hết. Đây chính là mẫu bạn đang tìm cho những quả treo thấp này. Lò đốt trẻ em, chỉ cần loại họ ra khỏi các giao dịch kiểu công viên, mẫu số 4. Vấn đề là, nhóm đầu tiên đã vượt qua, và có lẽ các thành viên điều lệ mới vừa mới đạt được cấp điều lệ. Họ hiện cũng đang xem video này, và chỉ xem phần giới thiệu đầu tiên về mẫu số 4. Họ một lần nữa có lẽ họ đã bị choáng ngợp, bởi vì họ nghĩ, ồ, anh ấy chỉ vừa mới nói về mùa giải Tennessee để kiểm kê người anh, đó chỉ là một giao dịch. Có bao nhiêu tháng trong một năm? Michael lúc đó 12 tuổi. Có bao nhiêu thị trường? Và bạn muốn trải qua tất cả các xu hướng theo mùa của bạn. Tôi đã đưa chúng cho bạn vào tháng 5, và tôi đã nói với bạn, đi qua và chọn những cái đó bạn thực sự cảm thấy thoải mái với. Tôi đã cho bạn những lựa chọn tốt nhất của tôi về xu hướng theo mùa. Vậy đó là một bài học khác. Nếu bạn quay lại và nhìn vào tất cả những thứ đó, kết hợp nó với mẫu số 4. Ồ, bây giờ bạn có thứ gì khác để học vào cuối tuần này, về những chiếc xúc xích và hamburger. Nên chúng ta có thể thấy mạng lưới dày đặc được bán bởi các quảng cáo khắp nơi ở đây. Và trong khi điều này đang được củng cố,
Điều này có thể bạn có vẻ như nó đang tăng, đó là một lá cờ bỏ. Đó là phần hợp nhất của một xu hướng khác, sẽ tiếp tục. À không, không nhất thiết, đặc biệt nếu chúng ta kết hợp. Chỉ số đô la đang gợi ý điều gì khi chúng ta lạc quan về chỉ số đô la? Đang đợi CP hàng tuần đó điền vào. Tennessee theo mùa. Gia nhập thị trường vàng Anh vào tháng 5 do giá giảm. Bảng lương phi nông nghiệp thứ 6 của tháng 5. Chúng ta có được sự đột biến lớn đó cao hơn. Bây giờ bạn có nghĩ nó là ngẫu nhiên? Bây giờ đang nhìn vào mức nhận thức hoàn hảo. Bạn có thể thấy chúng tôi đã vượt qua mức cao cũ tốt đẹp. Họ đang thiếu rất nhiều tiền họ đang bán. Tất cả điều này là sự thao túng ngay tại đây. Tất cả những điều này ở đây chỉ là sự thao túng. Đây là xích đu của Judah. Chuyển sang logic trong các tham số cho giao dịch. Một lần nữa, ý tưởng là Tennessee theo mùa đối với đồng bảng Anh đang giảm giá trong tháng 5. Và chúng tôi tính chương trình phòng ngừa rủi ro để sự thiếu hụt dòng quá mức của các nhà quảng cáo. Giao dịch dựa trên dự đoán về sự thay đổi hàng quý trong các chuyên ngành. Khi GDP đô la Mỹ hoặc thị trường tương lai bảng Anh đạt mức cao cũ bên trong mức 20, phạm vi EFTA hàng ngày 40 hoặc 60 ngày, và có sự phân kỳ SMT ở một trong hai, chỉ số đô la hoặc đồng đô la euro. Nếu bạn quay lại và nhìn vào biểu đồ của mình trên Maze High, trên biểu đồ hàng ngày và bạn, và tôi sẽ cho bạn xem biểu đồ với chỉ số đô la và độ tương phản, nhưng tôi không đưa biểu đồ đồng euro vào đây, nhưng nó đã phân kỳ giảm giá đến nơi cao hơn ở Bridgetown. Nhưng chúng tôi trông quá ngắn, sự mở cửa của ngọn nến đóng cuối cùng muốn dừng lại được không? Vì vậy tôi sẽ chuyển sang biểu đồ tiếp theo và bạn thấy chi tiết hơn một chút. Bây giờ là phạm vi hàng tháng của tháng 5 khi nó giảm, và đó thường là lúc chúng ta mong đợi nó sẽ giảm giá trong tháng 5. Đây là mỗi năm nhé mọi người. Mỗi năm, tôi tìm kiếm cơ hội bán khống vào tháng 5 cho Palm Anh. Đó chỉ là một trong những tháng mà nếu bạn ngồi lại và bạn chỉ cần chờ đợi, hãy để mọi thứ xếp hàng và cứ để nó đi. Đừng lo lắng về nó, hãy theo các quy tắc và bạn sẽ ổn thôi, được chứ? Bạn có thể bị dừng lại, thỉnh thoảng bạn có thể thua một giao dịch trong suốt sự nghiệp của bạn. Một năm sẽ xảy ra khi nó không hoạt động. Và hãy tin tôi, nếu điều đó xảy ra, đừng vứt cái này đi. Đừng vứt nó đi, bạn biết đấy. Suy nghĩ không, nó sẽ không bao giờ hoạt động nữa. Đừng làm thế, bởi vì nó quá mạnh mẽ theo mùa Tennessee. Đừng ngạc nhiên nếu một năm, nó có thể là năm tới không hoạt động, sau đó nó lại quay trở lại vốn, hoặc có thể làm việc trong 5 năm liên tiếp, và sau đó vào năm thứ 6. Nó khiến bạn thua lỗ. Được thôi, đừng đọc quá nhiều về điều đó, bởi vì đây là một. Nó có 40 năm dữ liệu hỗ trợ nó. Và điều đó thật không thể tin. Đàn ông 40 tuổi, nghĩ về điều đó, 40 năm kinh hoàng. Bạn thậm chí sẽ không giao dịch lâu. Hãy chung thực. Được rồi, bạn biết đấy, bạn sẽ không trở thành một nhà giao dịch. Có lẽ tôi sẽ không giao dịch trong 40 năm, vậy nên hãy nói rõ về điều đó. Bạn không cần rất nhiều dữ liệu cỡ mẫu để hỗ trợ mô hình này, bởi vì nó tự hỗ trợ vì Tennessee theo mùa. Điều đó đã được tạo ra trong một thời gian dài. Ý tôi là đồng bảng Anh. Chỉ cần quay lại, nhìn vào dữ liệu của mình, xem mỗi lần bao nhiêu lần, tháng 5, tần suất GBP hoặc đồng bảng Anh hợp đồng tương lai Sterling giảm trong tháng này, khoảng 500 pip hoặc hơn. Đó là những gì, đó là những gì tôi đã viết trong bài viết cho diễn đàn. Trung bình khoảng 500 đô la Mỹ mỗi hố. Bây giờ tôi vừa lấy con số đó ra MM0. Hãy quay lại và tự mình nhìn vào nó. Và sau đó bạn sẽ bị thuyết phục. Đừng tin lời tôi vì bất cứ điều gì, vì tất cả những gì tôi đang làm là chỉ. Và bạn sẽ không bao giờ tin điều đó cho đến khi bạn thực hành với nó và xem nó và nghiên cứu. Và một khi bạn có dữ liệu, giống như tôi đã dạy bạn cách tích lũy với thử nghiệm phía sau, cho công bằng một khoảng trống. Đó là cách bạn thuyết phục chính bạn rằng những gì tôi đang dạy bạn, nó không có lông tơ, không có sự luyện tập lại, không có sự đổi tên của những thứ khác. Đây chính xác là những gì các ngân hàng đang làm. Tôi không nói về các ngân hàng như JP Morgan hoặc UBS. Tôi đang nói về các ngân hàng trung ương. Và tôi để mọi người khác nghĩ rằng họ đã tìm ra tôi, Twitter và truyền thông xã hội, nhưng bạn đang nhìn thấy những thứ thực sự. Vậy là tháng 5, phạm vi hàng tháng đó, chúng tôi hy vọng nó sẽ mở rộng thấp hơn, có một sự thôi thúc mạnh mẽ di chuyển thấp hơn trong phạm vi hàng tháng hoặc nến đó. Có 4 phạm vi hàng tuần hoặc nến. Tất cả những gì chúng tôi đang cố gắng làm đều là chúng ta đang tìm kiếm một phạm vi nào đó trong phạm vi hàng tháng đó trước khi nến hoàn thành.
và phạm vi hàng tháng mới bắt đầu vào tháng 6. Điều đó có nghĩa là chúng tôi muốn một hoặc nhiều trong 4 tuần cấu trúc đó, một phạm vi hàng tháng để kiếm lợi nhuận. Đó là những gì người mẫu này đang tìm cách làm. Tôi có biểu đồ chỉ số đô la ở đây và tôi sẽ phóng to nó bởi vì tôi có thể đánh giá cao những gì tôi sắp cho bạn xem ở đây. Đây là mức thấp tương ứng. Đối với chỉ số đô la thì được. Vì vậy rõ ràng là chúng tôi, bạn biết vì phân tích mỗi tuần và giữa tuần, đánh giá thứ tư, tôi đã lạc quan về chỉ số đô la, mong đợi những mức cao tương đương này sẽ được loại bỏ và cũng tiếp cận với CP hàng tuần đó. Vì vậy chúng ta có mức thấp cao hơn vào đầu tháng 5. Vậy ngày 1 tháng 5 năm 2019, chúng ta có mức thấp cao hơn trên một với một kịch bản tương đối lạc quan, với sự thu hút về thanh khoản. Mọi thứ đều tăng giá. Đó chính xác là những gì bạn muốn thấy trong một tháng giá xuống hoặc tiền tệ hoặc cáp. Nếu chúng ta chuyển sang biểu đồ bảng Anh, đây là những cái tương ứng. Điểm tham chiếu trong hình ảnh phản chiếu. Chúng tôi có mức cao cũ ở đây và mức cao cao hơn được hình thành ở bảng Anh. Bây giờ hình thành đỉnh cao hơn này. Khi chúng tôi thấy rằng chỉ số đô la không sẵn lòng thực hiện tải thấp hơn, rằng con số này lẽ ra phải giảm xuống, không phải đây là sự tích lũy được thôi. Một đô la và phân phối và ghép các lệnh trên mức cao cũ, nên họ chạy theo điểm dừng hoặc theo thanh khoản. Tại sao họ làm điều đó? Hãy nhớ rằng tôi đã cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và gợi ý trong suốt tháng. Quay trở lại tuần của bảng lương không phải nước ngoài. Tôi đảm bảo tất cả các bạn đã quên mẫu số 4. Không ai làm theo hướng dẫn của tôi liên quan đến các bài học theo mùa ở Tennessee. Vào tháng số 5, tôi đã bảo bạn đi qua và trên lịch cho năm dương lịch tiếp theo vào năm 2019. Bạn muốn có một danh sách các thị trường, bạn muốn xem trong tháng cụ thể đó. Đó là cách bạn sử dụng mô hình số 4. Bây giờ tôi sẽ nói lại, dành cho những ai không chú ý lần đầu tiên. Cách bạn sử dụng mẫu số 4. Bạn sẽ nghiên cứu xu hướng theo mùa, và bạn muốn chọn tháng tốt nhất với cặp hoặc tiền tệ có xu hướng theo mùa tốt nhất. Hay thậm chí là hàng hóa, không nhất thiết phải là một loại tiền tệ. Và bạn sẽ tạo một danh sách theo dõi mỗi tháng, cho mỗi tháng. Và bạn cũng sẽ nghiên cứu cái nào thường hoạt động tốt hơn mỗi quý trong năm. Và sau đó bạn hiểu đó là danh sách theo dõi của bạn cho các giao dịch lớn. Thành ơi, bạn nói với tôi điều đó. Tôi vừa tham gia vào các giao dịch lớn. Tôi mang theo giao dịch swing, xu hướng theo mùa. Và tất cả các lần di chuyển ca, điều đó sẽ xảy ra hàng năm vâng. Đó chính xác là những gì tôi vừa dạy bạn. Bạn đã có nó kể từ nội dung mẫu số 4 và tháng số 5. Cố vấn là vậy, lấy các bộ phận, đặt chúng lại với nhau. Có vô số cách sử dụng nội dung. Tôi đã cung cấp cho bạn nội dung cốt lõi rồi. Tôi không phải dạy bạn bất cứ điều gì mới. Và tôi có thể xây dựng tất cả các loại hệ thống đẹp đẽ và những phương pháp sẽ phá hủy hoàn toàn bất cứ thứ gì khác hiện có trên thị trường. Không có gì ngoài đó. Không có một thứ gì ở ngoài đó rằng bất cứ ai khác sẽ dạy bạn cái đó tốt hơn mẫu số 4 giai đoạn. Tôi không quan tâm đó là kỷ luật. Tôi không quan tâm ai thắng cuộc thi nào, bao nhiêu phần trăm đã làm được rồi. Tôi không quan tâm được chứ. Không có gì đánh bại được điều này. Không có gì đánh bại được điều này bởi vì đây là nước sốt bí mật, nếu bạn muốn, vì đã tìm ra tất cả những bước chuyển lớn mỗi năm. Nếu bạn nhìn và theo dõi Larry Williams hàng năm, anh ấy thích bức ảnh này và anh ấy thích một. Tôi không chắc đó là bản tin hay, từng là một bản tin, nhưng anh ấy từng chọn những bộ phim lớn, anh ấy đã dự đoán cho năm tới. Và tôi luôn thích lúc đầu, khi tôi còn là một, tôi đăng ký tất cả những thứ đó. Và tôi không thực sự ngạc nhiên. Bạn biết đấy, khi rất nhiều điều đã không thành hiện thực, có quá nhiều tháng ở giữa khi mọi thứ sẽ thay đổi. Và rất nhiều điều ông ấy đã dạy giống như đang tranh cãi nội bộ với tôi về tại sao anh ấy lại đề xuất một số thị trường hơn năm đó. Đó là một vấn đề đối với tôi vì người anh hùng mà tôi đã tạo ra trong tâm trí tôi về anh ấy. Bạn biết đấy, với tư cách là người cố vấn, tôi đã không yên của tôi. Tôi không thấy thoải mái vì anh ấy đã quá sai lầm. Tôi không thích điều đó, vì vậy tôi đã tạo ra một thử thách khác cho bản thân mình. Nơi anh ấy nói anh ấy không hiểu cách mọi người mua hàng bên những ngày cởi mở và nhàn nhĩ.
À, bây giờ tôi đã dạy điều đó và đó là lũy thừa ba. Anh ta không bước ra và nói rằng anh ta tệ như một kẻ và những bước đi lớn của anh ấy không tốt như thế. Họ lọc ra mỗi năm. Anh ấy thực sự chưa bao giờ nói điều đó là những gì tôi nhận được từ việc nghiên cứu của anh ấy. Sáu hoặc bảy năm đầu tiên anh ấy làm việc đó. Trong sự nghiệp của tôi, ý tôi là có lẽ anh ấy còn làm việc đó nhưng khi tôi nhận ra rằng anh ấy là ai. Tôi đã đăng ký mọi thứ anh ấy đã làm và thậm chí cả đặc điểm SMP của anh ấy. Và tôi thực sự cũng không ấn tượng với điều đó nên tôi nhanh chóng xác định rằng anh ấy có chiến lược đánh và trượt. Nhưng khi nó thắng, anh ấy có thể nói đây là lý do tại sao. Nhưng khi nó thua, anh ấy không biết tại sao. Anh ấy chỉ chấp nhận nó. Và đó là điều tôi đoán theo nhiều cách. Điều đó tốt nhưng đối với tôi không có dây theo cách đó. Tôi cần tìm hiểu tại sao. Đó là lý do tại sao tôi hiểu thị trường là thuật toán. Bởi vì đó là cách tôi nghĩ. Mọi thứ phải ở dạng nhị phân. Nó luôn luôn như vậy với tôi. Tôi là người da đen và tôi là người da có và tôi không. Và tôi đang phân cực ngay cả trong tính cách của mình. Và đó là lý do tại sao tôi không phải là cố vấn nếu mọi người chỉ tách biệt tính cách của tôi từ nội dung tôi dạy. Không có ai trên hành tinh này mà tôi sẽ không giúp đỡ trở nên điên rồ. Công việc điên rồ có thể kéo được độ chính xác thiết lập trên thị trường một cách nhất quán. Ai có thể làm điều đó cho bất cứ ai, nhưng bạn phải vượt qua tôi. Tôi sẽ không thay đổi tôi. Để điều đó xảy ra, tôi không thể. Tôi đã thử nói nhiều lần rồi, và tôi không thể làm điều đó. Tôi phải là tôi. Và điều tôi ngồi xuống và nói với chính mình, tôi nói sẽ có chữ ký trên thị trường. Điều đó cho tôi biết khi nào những động thái này sẽ xảy ra. Và tôi không tin to, không còn bố nữa. Bởi vì tôi đã tin tưởng mỗi lần anh nhìn thấy vị trí nặng nề trên bờ biển bởi quảng cáo Larry Williams trong đường dây nóng đã bất kỳ. Và tôi sẽ ở trong đó. Bạn đang muốn làm gì đó với thị trường bom ngày hôm sau và đang tìm cách cố gắng giao dịch đậu nành và bất cứ điều gì khác mà anh ấy đang nói ra xúc sống. Hồi đó heo nặng hay heo sống? Bụng lợn, ôi bụng lợn, đây có phải anh ấy khá giỏi món bụng lợn? Tôi sẽ đưa cho anh ấy cái đó. Nhưng họ không giao dịch nữa nên các sự hiển linh mà tôi có được từ đèn LED cho mẫu số 4 là giải mã cái cũi theo đúng bản chất của nó, giống như tôi chỉ cho bạn ở đây và cho bạn thấy trong quá trình hướng dẫn. Và kết hợp điều đó với sự kiên trì theo mùa trên một, hàng tháng và mỗi ca hàng quý. Vậy là không chỉ có cái này. Tuyên bố chung rằng 2,019, những người chiến thắng lớn hoặc những biến động lớn hoặc những giao dịch, bởi vì giao dịch lớn không phải là thuật. Tôi vừa mượn nó từ Larry Williams. Vì vậy về mặt đó, tôi chấp nhận điều đó bởi vì anh ấy. Đó là điều mà anh ấy luôn gọi anh ấy là một thương vụ. Và tôi đã rất rõ ràng về ngay cả trong các hướng dẫn khi tôi đang dạy tất cả những thứ. Và tôi đã nói điều đó vào những năm 90 khi tôi đang dạy. Tôi nói nghe có vẻ tuyệt vời. Giao dịch lớn, bạn biết đó là công việc tôi muốn. Đó là Bitcoin, ha ha. Đó là động thái Bitcoin của mỗi hàng năm ở hôn mê, ở chợ Komati. Nhưng có sự thay đổi đó mỗi 3 tháng một lần. Và đó là lúc nó tác động đến tôi như thế. Ồ, đó là cái đó. Đó là chuyển đổi danh mục đầu tư và luân chuyển tiền được rồi. Chu kỳ tiền tệ diễn ra. Thị trường tài chính như thế nào? Đu 3 tháng một lần để kích thích và khuấy động nhé. Bởi vì nếu họ không làm điều đó, nếu các ngân hàng trung ương không kích động phong trào, thị trường sẽ trở nên trì trệ, và một thị trường trì trệ không phải là lợi ích tốt nhất của họ. Họ không muốn thị trường trì trệ. Họ muốn thị trường quay vòng. Họ muốn thấy sự chuyển động một chứ. Đó là lý do tại sao có xu hướng theo mùa. Đây là lý do duy nhất tại sao, bởi vì họ đang theo cùng một mô hình. Nếu bạn nhìn từ góc nhìn từ trên xuống của ngân hàng trung ương là ông chủ bù nhìn ở đó. Họ là chủ cửa hàng. Hàng hóa là giá. Vì vậy nếu họ bán giá, hoặc cao hơn hoặc thấp hơn được, hoặc câu chuyện hãy nói như vậy nếu họ cố gắng thuyết phục công chúng rằng đó là một thị trường tăng giá, đó là một thị trường gấu. Bạn biết sự kích thích đó trong suy nghĩ và sự hiểu biết của thương nhân và nhà đầu tư sẽ tạo ra biến động nhiều hơn, bởi vì ai là sự biến động và tính thanh khoản là ai? Các ngân hàng trung ương đang thực sự cố gắng lôi kéo những nhà đầu cơ lớn, những người ở những ngân hàng lớn này, UBS, thành phố, JP Morgan lớn thế này, Goldman Sachs, tất cả những công ty lớn có rất nhiều tiền đằng sau họ. Đó là những gì các ngân hàng trung ương đang làm. Họ đang chơi đối tác với họ. Bây giờ đôi khi họ tiêu thụ như kẻ ăn thịt người.
Và đôi khi họ không. Và nó không phải rằng họ đang cố gắng loại bỏ các ngân hàng đó. Họ không ở đó để cố gắng làm điều đó, bởi vì nếu đó là động cơ của họ, họ sẽ làm như vậy. Bạn có thể học C0P dữ liệu và thấy rằng các nhà đầu cơ lớn, được thôi, luôn đối lập nhau, hoàn hảo cho quảng cáo. Nên tôi không cố gắng lo lắng về, bạn biết đấy, khôn ngoan hơn một trong hai bên đó. Tôi chỉ muốn biết quảng cáo là hiện đang làm trong quý này, và tháng này có gì hot, và đó là những gì tôi làm với tôi xin lỗi mẫu số 4. Tôi thực sự sử dụng mẫu số 4 mỗi tháng. Bây giờ nó đã được dạy cho bạn để sử dụng như một sự thay đổi, nhưng tôi vừa nói với bạn cách tôi cũng sử dụng nó ở định dạng khuyết đại. Tôi thực sự sử dụng mô hình số 4 mỗi tháng với một chủ đề nóng, Tennessee theo mùa. Vì vậy mỗi tháng có một bang Tennessee theo mùa thường rất nóng, và nếu tôi có được kỹ thuật phù hợp với điều đó, với chỉ số đô la và một ít trà, bạn biết đấy, nó ở đằng sau nó. Ôi trời, không có gì tuyệt vời hơn thế. Bởi vì khi đó nó sẽ cho phép tôi thực hiện ra đây là nơi giao dịch vị trí. Một giao dịch swing sẽ là dài hơn một chút so với một short, giết một cái là được, nhưng đây là phạm vi hàng tháng. Vậy chúng ta đang nói về giao dịch vị thế được rồi, và đôi khi những động thái này có thể được sử dụng để tham gia vào, giống như bị tạm giữ vài tháng. Bây giờ tôi đã làm điều đó trong lần 5 hoặc 6 năm kinh doanh, nhưng nó rất khó để tôi ở lại trong mô hình đó. Vì vậy đó là lý do tại sao tôi trở thành một người rất ngắn hạn, người giao dịch trong ngày, hoặc bạn biết đấy, nhà giao dịch ngắn hạn, làm việc với phạm vi hàng tuần. Đây là cách tôi sử dụng phạm vi hàng tháng. Bây giờ điều tuyệt vời về điều này là khuôn khổ mà tôi đã đưa cho bạn năm ngoái chính xác là những gì đã đến để vượt qua đây một lần nữa. Đó là cùng một thị trường, đó là cùng một bối cảnh. Điều tương tự mà tôi đã dạy bạn, logic đằng sau mô hình này chính xác là những gì đã diễn ra ở thị trường này. Tất cả những gì tôi đã nói với bạn trong buổi đánh giá và đánh giá giữa tuần liên quan đến thị trường cáp, nghĩ về nó, tôi đã nói với bạn rằng chúng tôi đang tập trung vào GBP. Điều này suốt thời gian qua, tôi đã lảng tránh đơn vị tiền liên minh châu Âu. Hãy xem bây giờ nó bắt đầu có ý nghĩa. Tôi không sẵn lòng, không sao đâu, và kéo đồ vật ngoài không khí, chỉ để nghe chính mình nói nhiều như tôi. Nó rất dài dòng được rồi, và dài dòng. Tôi đang nói bạn rất nhiều chi tiết bởi vì tôi muốn bạn có thể quay lại và anh ấy đã nói điều đó. Tất cả những thứ đó, tất cả đều là những tuyên bố được tính toán trước. Tôi đã rồi, đã biết việc này sẽ làm gì. Tôi đã biết về nó. Bằng chứng của nó là quay lại và nhìn lại những gì tôi đã dạy bạn năm ngoái, những video đó. Khi tôi đưa cho bạn những thứ này, do đó bạn đang học, tôi đã biết thứ này rồi. Vì vậy nếu bạn nhìn vào, logic đó đã được hiển thị bạn năm ngoái từ mẫu số 4. Nhìn những người vừa bước vào, họ không thực sự đánh giá cao được không, như các thành viên điều lệnh cho năm nay. Họ giống như cái này gọn gàng. Nhóm đầu tiên, họ nên giống đàn ông. Điều này thực sự là không thể tin được. Tôi đảm bảo không ai trong số các bạn, không ai trong số các bạn xem lại điều này. Mẫu số 4 đối với tôi. Và tôi không muốn thúc giục bạn, bởi vì tôi muốn bạn nhìn thấy lỗi. Vì chỉ có chúng ta mới học được. Tôi đã nói với bạn điều này sẽ xảy ra vào năm ngoái. Và tôi đang nói với bạn bây giờ, có lẽ nó sẽ làm điều này hàng năm, sự nghiệp của bạn. Bây giờ hãy nghĩ về điều đó. Mọi người bây giờ đang nói về Mega, trò chơi triệu đô tối nay nhé. Một người nào đó trên Twitter đã có mua vé số không? Tôi không mua vé số vì nó gian lận. Theo cách mà tôi không thể đánh bại hệ thống đó. Cái này bị gian lận, nhưng tôi đã nhận được dữ liệu và xác suất thống kê đằng sau những gì tôi làm trong mô hình quyết định số 4 là một sự hoàn hảo. Ví dụ về du hành thời gian, bởi vì bạn sẽ có thể biết được thị trường có khả năng sẽ làm gì nhất trong tháng 5 cho Palm Anh. Hãy nghĩ về sức mạnh trong đó. Bây giờ là đó là một điều kiện, đó là một thị trường, và đó là một tháng cụ thể trong năm. Nhưng anh bạn ạ, bạn nghĩ động thái này ở đây có thể giúp gì cho bạn? Nếu bạn làm điều đó hàng năm và bạn vắt sữa nó, đó là lý do tại sao hôm nay tôi, bởi vì nó không chỉ là một mô hình giao dịch vị thế dài hạn, có rất nhiều thứ bạn có thể làm với cái này. Vì vậy sử dụng khuôn khổ, điều đó đã được hiển thị trong bài học gốc. Được rồi, thị trường tạo ra một đỉnh khác cao hơn, hết mức cao hàng ngày ở đây, đó là mức cao hơn từ trò chơi SMT. Chúng tôi có thanh khoản vững chắc đang được vận hành. Đây là sức đu của Judah, đây là tế bào xúc rùa đang bị đột phá giả. Bất kể bạn muốn gọi nó là gì,
Đây là ghép nối các đơn đặt hàng với BCellerQuity để kiếm tiền thông minh, đang tìm cách đi ngắn. Nếu họ đang tham gia mục này, hoặc ghép đơn hàng ở trên nhé, họ đang đặt mức cao hàng ngày. Đó là một phần logic trong mô hình ban đầu. Đó là mức cao hàng ngày cũ trong 20 ngày qua. Ngay đây đếm ngược 20 ngày sau Jeff đây. Họ có thể đã chạy cao thế này. Không cần phải tại sao, bởi vì chúng ta có mức cao ngắn hạn ở đây. Hãy nhớ rằng đó là bất kỳ mức cao hay thấp cũ nào trong phạm vi đó. Bởi vì đó là nơi tính thanh khoản sẽ ở đây, và sau đó ở đây. Vì vậy nếu nó chạy lên đây và hụt ở đây, quy tắc là gì? Chúng tôi phải bán khống, muốn dừng lại ở ngọn nến gần nhất. Đó là giá ở đây. Vì vậy chúng ta không cần phải lo lắng về nếu nó sẽ cao thế này hay cao bởi vì một trong hai. Bạn sẽ không hãy tham gia giao dịch cho đến khi nó quay trở lại mức đó. Đó là lý do tại sao tôi đưa cho bạn mô hình này dành cho các nhà giao dịch đang ngồi trước bảng xếp hạng. Ngày giao dịch, lo lắng về mọi thứ cứ sau 5 phút. Bạn có thể nghỉ ngơi, thị trường sẽ đưa bạn đi chợ khi đến lúc. Được rồi, một khi điều này tạo ra một kịch bản, ngay lập tức bạn đặt hàng ngay lúc 1 giờ 30 phút, 31 muốn dừng lại, bạn đang bán khống. Điểm dừng lỗ của bạn sẽ chạm tới đỉnh của cây nến đó. Đó chính là điều bạn đang hướng tới. Thanh khoản dưới đây ở đâu? Tại sao lại thoát? Đó là khoản vay thấp nhất trong 20 ngày qua đấy. Thế còn khoản vay thấp nhất trong 40 ngày qua? Đó là những gì dòng này ở đây? Đây là mức thấp nhất trong 40 ngày qua. Thế còn khoản vay thấp nhất trong 60 ngày qua? Đó là dòng này ngay tại đây. Đó là tính thanh khoản ở đây. Hãy nhớ những gì tôi đã nói cả tháng. Chúng ta sẽ nhắm tới mức chạy dưới mức thấp này ở đây. Sau khi chúng ta chiếm khu vực này ở đây và vùng này ở mức thấp, bạn thấy tôi đã sử dụng mô hình này như thế nào cả tháng 5. Trước đây mỗi tuần tôi đều giải thích cho bạn thị trường đã đạt được những điểm thanh khoản này. Mỗi lần, logic là mô hình số 4. Tôi không thể làm cho nó đơn giản hơn được nữa mọi người. Nó chỉ đơn giản như vậy. Nó đã được cắt và khô rồi. Mô hình này không có nhiều bộ phận chuyển động. Nó rất đơn giản được rồi. Tôi đang dùng ít cổng, một số điểm và một số phần của những gì bạn đã học được từ tất cả các nội dung cốt lõi và đặt nó ở những vị trí và địa điểm nhất định vào đúng thời điểm, và nó đang trở nên hoàn toàn rõ ràng với bạn. Bây giờ đang nhìn vào cái này. Chúng tôi có cơ hội mở ở đây. Một cuộc biểu tình tạo ra mức cao hàng tháng ở đây. Và sau đó đó là gì? Đó là cú swing của và sau đó thị trường sụp đổ. Sức mạnh 3. Bây giờ chúng ta sắp đến cuối tháng, nhưng không phải cuối tháng. Giống như loại quần áo duy nhất được bán hàng ngày. Chúng ta đang ở gần đó, nơi chúng ta có thể mong đợi nó sẽ nảy lên và đi xuống mức thấp. Nó có thể xuống thấp hơn. Tôi không nói rằng nó sẽ không làm được điều đó. Cá nhân tôi không biết. Tôi không biết điều đó. Tôi không cần phải biết điều đó. Nhưng ở đây chúng ta dự kiến sẽ có tuyết dày đặc và bạn di chuyển trong sự hợp nhất, quay lại và nhìn vào mùa Tennessee, và bạn sẽ đó chính xác là những gì chương trình theo mùa của cả 2 và 5-15. Tóm tắt và tóm tắt 40 năm về những gì các mùa làm, hiện tại nó thực sự rất khó chịu, sắp bước vào tháng 6. Vì vậy chúng tôi đã bắt được cú xoay lớn nhất cho mùa Tennessee đó rồi, nó ở đúng chỗ, và nó cũng đáp ứng được tất cả các điểm thanh khoản. Chúng ta có mức thấp cũ ở đây, chúng tôi có thanh khoản ở phía nam với mức thấp cũ và trong hơn 60 ngày thấp, bởi vì đó là điều xảy ra sử dụng phạm vi dữ liệu tối đa. Điều gì xảy ra nếu chúng ta xuống dưới mức thấp trong 60 ngày qua, Michael? Sau đó bạn đi ra ngoài vào ngày tiếp theo. Mức thấp tiếp theo ở đây là bao nhiêu? Đó là tất cả những gì tôi đã làm mọi người. Đó là tất cả những gì tôi sử dụng chính những điều tôi đã dạy bạn trong quá trình hướng dẫn. Tôi không tạo ra những điều mới. Tôi không cố làm bạn bối rối. Tôi không cố gắng làm khó bạn. Tôi đang làm đúng những gì tôi đã hứa vào tháng 8 năm 2016. Khi tôi bắt đầu toàn bộ rạp xiếc này ở đây được rồi, tất cả những gì tôi đã nói với bạn đang xảy ra. Nhưng tôi cũng đã nói với bạn rằng sẽ mất thời gian. Hãy nhìn những gì bạn đã học được cho đến nay. Hãy xem những gì bạn có trong sự hiểu biết của bạn ngay bây giờ. Tin tôi đi, chuyện này chẳng là gì cả. Đây không là gì cả so với những gì bạn sẽ học. Nhưng bạn, tôi phải đưa cho bạn một số thứ nhất định để phát triển sự tự tin của bạn và cũng để giúp bạn có cảm hứng học tập, bởi vì nếu bạn không học, bạn sẽ không đến được nơi bạn muốn. Bây giờ khu vực bóng mờ này đang được phân định. Xu hướng theo mùa khi nó giảm giá, vậy nên ngày 1 tháng 5 suốt thời gian qua đều là ngày giảm giá phải không? Chính xác những gì tôi đã chia sẻ, buổi giới thiệu 2018 của mẫu số 4.
nghĩ về nó. Years ago, trước khi bé Pip, baby Pips, tôi đã chứng minh rằng tôi đã kiếm được 1.000 Pip trong tháng 5. Đây là lý do tại sao tôi làm nó và tôi đã làm nó như thế nào. Sử dụng điện thoại số 4 vậy đi thôi. Nghĩ về nó. Mọi thứ tôi làm đều có kịch bản. Không phải những gì tôi nói, bởi vì tôi chỉ... Tôi có nhật ký miệng. Nhưng mọi thứ tôi làm, từ góc độ tương tác luôn là kịch bản. Bởi vì đó là kịch bản của thị trường. Và tôi đã tìm ra nó. Vì vậy tôi đang chia sẻ với bạn chính cơ chế mà bạn cần phải làm. Mỗi lần bạn đi chợ, tìm kiếm những kịch bản trái cây treo thấp này. Nếu bạn giao dịch bên ngoài họ, đừng bối rối và thật sự ngạc nhiên là nó khó hơn. Bởi vì đó là lý do tại sao tôi rất hiếm bây giờ trên Twitter. Bạn thấy tôi làm điều đó gần như hàng ngày. Tôi đang làm gì đó? Tôi làm điều đó để trả lời những người đang nói xấu về tôi. Bây giờ tôi không nói trực tiếp đâu này, nhưng họ biết họ đang xem. Vì vậy nó giống như một trò đùa nội tâm đối với tôi. Và họ biết họ là ai đang nói chuyện đó. Tôi không cần phải gọi họ ra và tất cả họ đều biết họ là ai. Máy cắt ở đây. Chúng ta đã đóng nến ở đây. Nhớ máy cắt. Ồ, đó là một mô hình ở đây. Vì vậy ngay cả khi bạn không sử dụng mô hình này, và bạn cần sự tự tin được chứ, bạn cần phải yên tâm. Bạn đợi nó hỏng như ở đây. Dưới mức thấp, nó đi bên dưới cầu và giao dịch trở lại cho đến đây. Vậy là có một mục sử dụng cầu giao oa. Nó khá gọn gàng. Chúng tôi đang kết hợp một số thứ. Ngoài ra nếu bạn nhìn thật gần, có một khoảng cách nhỏ về giá trị hợp lý ở ngay đó. Bạn đã dành rất nhiều thời gian với những khoảng trống giá trị gần đây với tôi được chứ? Ô, đó có thể là mục nghiệp của bạn buôn bán ở đó. Đây là mục nghiệp của bạn về khoảng cách giá trị hợp lý. Đợi tí, bây giờ chúng ta có mẫu số 4. Giá mở cửa của cây nến đóng cửa cuối cùng này. Đó cũng là những gì khi giá phá vỡ dưới nến đóng cuối cùng. Và sau đó nó mang khối lệnh ổ, bạn thấy đấy. Không phải mảng PD nào tốt hơn mảng PD nào. Đó là điều kiện thị trường. Điều đó cho biết bạn sử dụng cái nào. Nghĩ về điều đó, bởi vì nó đã thoát khỏi hầu hết các bạn suốt thời gian qua. Tất cả các bạn đều muốn trở thành nhà vô địch khối trật tự. Mọi người trên YouTube đã cho bạn một video YouTube về khối đơn hàng, và không ai trong số họ biết bạn đang nói về không một ai trong số họ. Bây giờ một người ở đó biết bạn đang nói về điều gì khi nói đến khối đặt hàng. Muốn có bằng chứng về cái bánh pudding, đi xem video của bạn và xem điều gì đã xảy ra trên thị trường sau đó. Không phải, nó không xảy ra đâu nhé. Vì vậy, khi tôi chỉ vào những thứ nhất định, nó hoạt động vì tôi có câu chuyện và tôi có logic đằng sau tại sao những thứ này sẽ hoạt động trở lại. Chỉ vì nó là một ngọn nến và thị trường giao dịch ở phía dưới không làm cho nó trở thành một khối ngắn hơn. Nếu có một khoảng cách giá trị hợp lý ở đó và có xu hướng theo mùa, hoặc có thanh khoản bị rút mạnh sau khi chạy thanh khoản phạm vi bên ngoài như chúng ta ở đây được rồi. Vì vậy chúng tôi khai thác thanh khoản bên ngoài ở đây. Vì vậy nếu tiền thông minh đang bị thua, họ muốn làm gì? Họ muốn thấy giá giảm xuống đúng không? Tất nhiên họ làm. Điều đó sẽ chỉ mang lại lợi nhuận. Nhưng họ không thể thu được lợi nhuận nếu chỉ giảm một chút. Họ cần phải đi một nhóm thanh khoản lớn hơn ở phía bên kia. Có một lượng lớn thanh khoản ở phía tế bào ngay tại đây. Họ vội vàng vì điều đó ở đây. Họ đánh nó. Và sau đó có một cái khác, họ vội vàng vì cái đó. Và sau đó qua đây để có biện pháp tốt, bùng nổ mỗi người trong số họ chúng ta đã nói đến. Trước khi nó xảy ra, chúng tôi tập trung vào đồng đô la của bạn. Cái gì gần như không có gì. Tôi đã nói đừng chạm vào nó. Tại sao? Bởi vì đây là cái được tải cho tháng này. Xin chào thôi nào. Nghe tôi nói được không? Bạn phải lắng nghe. Nếu bạn không lắng nghe tôi và bạn cố gắng tự mình làm mọi việc và cố gắng may mò đồ đạc và bạn không làm đúng những điều tôi đã dạy bạn, những quy tắc tôi đã đưa cho bạn, tại sao bạn ở đây? Nghĩ về điều đó. Bởi vì nếu bạn không nhận được những gì bạn hy vọng có được, không phải vì tôi chưa dạy bạn, đó là vì bạn không lắng nghe và một số bạn không muốn nghe, và điều đó ổn thôi. Tôi không cần phải làm gì cả. Mark sẽ sửa lỗi cho bạn và bạn sẽ xác định xem liệu điều đó có. Bạn phải tự sửa và tuân thủ các quy tắc tôi đưa ra cho bạn hoặc bạn sẽ bị loại bỏ. Thị trường có một thứ thực sự tốt, cách hiệu quả để làm điều đó. Vì vậy chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về những gì diễn ra trong mô hình này ở khung thời gian thấp hơn. Bây giờ khi tôi nói khung, tôi sẽ không nói về 15 phút như thế. Khi chúng ta là nhà giao dịch vị thế, chúng ta vẫn có thể sử dụng biểu đồ 4 giờ và không có gì có thể ngăn cản bất cứ ai.
có thể nhìn vào biểu đồ 4 giờ và giúp họ đóng khung thiết lập hoặc nhận được nhiều chi tiết tinh tế hơn. Ở đây chúng tôi có cùng mức giá. Here is that higher high that creates the S&P versions. And here is that opening price on the daily. Half extended IT out in time. And we also have the breaker here. So the market go below this low on this candle right there. When we check below, come back up into the breaker here. You could be a seller there. Now you know this is not part of Minor. Or I'm sorry, Modenor. 4 logic. But I'm trying to bring things together because you can see how starting with the framework of Modenor 4 or seeing a market move that has already happened that you might not have caught, but you study and go back into looking at the detail. Oh, wow, this is in the process of creating a Modenor 4 scenario. Then you can still use all the things you've taught you to get in sync with the move. Oh, yeah, now I'm starting to get something, so here we go. You can go short on the stop here and use a field using the daily candle. Simple, ETS done. Your stop loss ES cup here. Now that ES 145 pips risk. Now some of you are there in the Norway. Isn't care how good that move was, but there is no way entering a trade with 145 pips stop loss. And I agree. He have a real problem with that because he knows there is ways he can refi that risk and he wanna take it to you in this model here. But he want you to still remember that this is what original criteria is and still it is beautiful. So we have over 400 pips available running the old daily lows here and here. That is what so liquid points are. Runs the liquid and then we have this big soup up in here, runs cup into a fair buy gap. Perfect opportunity to go short again. Now he missed that. He was very clear when he said it in the CET when he won everybody back here. You know, take the profit if you have been in the profit ETS to drive before FMC. FMC, even 10 minutes, will still sometimes create non-front payroll circus rise. Well, you see it here, Bob. Did it go to an easiest random level? Absolutely not. It went to what he had been taking in fair value. There was a lot of instability for price on the downside here, and KNS trace liquidity or offering the box of liquidity. The gap is not efficiently handled here. It is only one single path through on the downside. Now notice from the wick low to this candle's low. It passed both directions in the bat. But this range from this candle's high and this candle's low was left open until we saw this candle and chase up into beautifully. Then it is reversed it back. And he mentioned on Twitter, interesting level that the 4HOUR chase door on cable. He wanted to prodding you. Look where it is going. Think, folks. Think, okay. That's how he used it. He gets your attention. Whether you pick up on or not, it is not for me to decide. But I'm doing it every single week. I'm pointing somewhere. I want you to focus. It is not a signal. I'm not telling you what to do with your money. But you can see the things happening real time. Nếu bạn chỉ chú ý. Và đừng như vậy. Nếu bạn không tiếp thu mọi thứ gì, bạn sẽ học được rất nhiều điều từ khía cạnh nhận thức. Đó là cách tôi đã dạy bản thân mình. Mọi thứ tôi đã dạy bạn. Tất cả là do nhận thức muộn màng. Và bạn gặp tôi mỗi tuần, gọi những động thái này mỗi tuần. Nó hoạt động nhưng bạn phải tuân theo quy trình đó. Vì vậy chúng ta có rủi ro 145 pip, với hơn 430 pip có sẵn trong phạm vi tích cực nhé. Đây là khả năng kiếm lợi nhuận. Nếu bạn giữ toàn bộ vị trí và giao dịch vị trí, đó là bản chất của phong cách đó. Vì vậy bạn sẽ giữ ở mức thanh khoản thấp nhất trong 60 ngày qua, và nếu có thời gian và tính thanh khoản, vẫn có thể bị khai thác hoặc bị xóa. Bạn nhìn xem liệu bạn có thể lấy được một ít không, nhưng cái này đẹp quá. Giống như chúng ta có hơn 400 pip khi vào lệnh, bây giờ đó không phải là 500, bạn nói nó trung bình khoảng 500 pip. Ồ, nó rất gần với nó đúng không? Ý tôi là nó không phải. Chính xác là 500 pip. Nhưng tôi biết một số bạn đang nghĩ rằng, và tôi cũng sẽ mang lại một chút bài học chi tiết. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu suy nghĩ một thuật toán nhiều hơn một chút. Ôi từ to lớn đó, về mặt thuật toán. Nếu chúng ta nhìn vào cánh giá này thì được.
Và chúng tôi đã đề cập, đây là mô hình bán của nhà tạo lập thị. Quay lại và nhìn vào hồ sơ trên hình thức và trong các video, chúng tôi có sự hợp nhất ở đây, thị trường tăng điểm, sự tích lũy lại, đảo ngược tiền thông minh, rủi ro thấp khi gia nhập OA. Đây là biểu đồ 4 giờ. Và tôi có thể thấy một ngày ở đây. Nếu tôi biết tôi có thể tin tưởng mẫu này vì nó thường phù hợp với xu hướng theo mùa. Và tôi tin rằng đây là sự thao túng vì SMT, sự chuyển hướng giữa chỉ số đô la và đồng đô la. Vì vậy chúng ta có cả hai sự chuyển hướng SMT từ một cặp tương quan lập trường với đồng euro và chúng tôi có USD. Phân kỳ SMT với đồng đô la tạo ra mức thấp cao hơn. Vậy là chúng ta có mọi thứ. Tất cả mọi thứ không thiếu một thành phần nào cho giao dịch này ở đây. Mọi thứ đều ở chúng tôi sắp có kết quả giải băng xanh. Vì vậy nếu chúng ta cho rằng đây sẽ là một cú xoay của Juda, không phải từ bảng lương nhé. Vào cuối ngày thứ 6, nếu người giao dịch vị thế của bạn, bạn có thể vào ngay đó và bán nó đúng vào lúc cuối ngày. Hoặc bạn có thể chờ bằng chứng. Bằng chứng là gì? Nhưng bạn muốn chờ xem. Có thể không có vào thứ, có thể ngày tập tiếp theo vào thứ hai hoặc chủ nhật. Chúng tôi muốn thấy thị trường cố gắng giao dịch và nó đã làm được điều đó. Và nó tạo ra một hội chợ mà bạn có ngay tại đây. Một quá khứ duy nhất ngọn nến ở ngay đó. Và cây nến này xác định nó với mức cao ngay tại đó. Bây giờ nó sẽ không hiển thị vì nó là PowerPoint. Tôi muốn bạn đi vào biểu đồ của bạn. Bạn học nó. Thị trường tạo ra một cuộc chạy đua mà thanh khoản chạm vào nó. Khoảng cách giá trị hợp lý hoặc sự bùng nổ khoan nội bộ. Bạn có thể đi ngắn ở đây. Sử dụng khoảng cách giá trị hợp lý lúc 1:25 hoặc 1:25 và A trên 2. Vì đó sẽ là mức giá thực tế ở đây. Và bạn vẫn có thể sử dụng khung hình cao cũ đó, giống như cách chúng ta làm trên mô hình nhập vị trí cho mẫu số 4. Và chúng tôi xác định rủi ro của mình với 50 pip ít ỏi. Chúng ta đã đi từ mức rủi ro 145 pip xuống còn 50. Với mục tiêu lợi nhuận tương tự của tôi. Objectives in mind. This cái này bây giờ tốt hơn. Tốt hơn. Có những mô hình có tỷ lệ hơn 10:1. 0:50 về đặc điểm vị trí. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, mọi người hãy xem. Đây là mục nhập của bạn ở đây. Dừng lỗ ở đây. Bây giờ nếu bạn bỏ lỡ cái này, ổn không vấn đề gì. Hãy chờ xem liệu nó có tạo ra khoảng cách giá trị hợp lý. Hãy nhớ đây là biểu đồ 4 giờ nhé mọi người. Nó không phải là biểu đồ 5 phút hay biểu đồ 1 phút, nơi tôi đã đi tìm 5 phút và 1 phút này. Khoảng cách giá trị hợp lý để có được một dòng chảy thể chế cho phạm vi hàng ngày. Đây là một động thái vị trí dài hạn. Vì vậy nếu bạn thấy những động thái không hiệu quả như thế này cho khoảng cách giá trị của bạn ở đây, nếu thị trường giao dịch trở lại với nó, hoặc theo thứ tự nhập luồng, khoan kỹ thuật nhập bùng nổ, bán không đó. Hoặc nếu bạn đã thực hiện một nhập của mình ở đây, vậy bạn nói rằng bạn đã bán không 5 cái ở đây, vậy là bạn có 5 cái mini hoặc 5 tiêu chuẩn hoặc 50 lô tiêu chuẩn. Bất kể đó là nó không tạo nên sự khác biệt nó là gì. Nếu bạn đã làm xong, nói ví dụ, 5 ở đây được rồi. Bạn muốn làm 3 ở đây. Bạn muốn làm ít hơn vì bạn đang làm theo kim tự. Bạn đang thêm nên bạn không muốn tích lũy. Khi lần đầu tiên tôi học cách giao dịch với một chuyên gia, Ken Roberts, và tôi đang định đi vào đó, cố gắng giao dịch 10 hợp đồng ngô, và nếu nó mang lại cho kỹ thuật nhập cảnh để vào đó. Vào thời điểm đó, tất cả những gì tôi làm lúc đó, tôi chỉ mua nên tôi đang làm ngược lại mọi thứ tôi đang chỉ cho bạn. Nhưng tôi đã mua mỗi lần tôi tạo ra một đỉnh mới cao hơn, tôi sẽ dừng mua. Và đó là tất cả những gì tôi đã mua sức mạnh, đó là tất cả những gì tôi thực sự đã làm với hàng hóa khi tôi mới bắt đầu. Và một lần tôi đã trải qua một đợt giảm giá hoặc thị trường đi xuống hoặc thị trường Paris, tôi đã không biết mình đang tôi đã mất rất nhiều tiền nên. Phong cách xếp hình kim tự tháp tôi đã được dạy của Ken Roberts là nếu tôi mua 10 và tài khoản của tôi tăng vốn chủ sở hữu và tôi có đủ khả năng để giao dịch thêm 20 vì lợi nhuận, tôi sẽ mua 20 ở lần nhập tiếp theo và sau đó nếu tôi có thể mang theo 40, được rồi, ở mục tiếp theo sau đó tôi sẽ làm điều đó và tôi sẽ xây dựng những vị trí lớn này, bạn biết đấy, thực sự sẽ vượt quá khả năng tận dụng tài khoản. Tôi đã làm một trong số đó với đậu nành và một trong số đó cũng có trong lúa mì và khá thẳng thắn. Tôi đã lừa dối. Ngày thông báo cuối cùng và giao dịch ở nơi như không có giới hạn. Như hiện tại, đội hiện tại thực sự là một hạt.
Lúa mì buôn bán bên mạn phải không có bất kỳ giới hạn nào khi nó làm điều đó, và nó đã được chuyển đi. Nó đã chuyển đi khoảng $5,000 cho mỗi hợp đồng trong một ngày. Nó bị điên, như thể nó đang di chuyển khắp nơi. Và đó là vào giữa những năm 90, đó là tất cả các loại vấn đề về hạn hán, và tôi đã ở trong đó. Nhưng tốt nhất là động thái đó có lợi cho tôi. Đó có thể là một cái gì đó sẽ hoàn toàn nghiền nát tôi, và tôi sẽ không thể có được tiền, trả tiền cho công ty một giây, nhưng nó sẽ là vấn đề thực sự. Nhưng đó chính là điều mà kiểu xây dựng kim tự tháp đó làm, và bạn không muốn làm điều đó. Nếu bạn vào lại, nói rằng bạn đã làm năm ở đây được rồi, vì vậy để đảm bảo an toàn. Giả sử bạn đã vào đây với 5 phút ở đây được không? Và nếu bạn nhận được mục này ở đây, bạn có thể thêm vào đó 3 minutes nữa. Và điểm dừng lỗ của bạn trên 3 phút ở đây. Ở đây sẽ cao thế này. Ở vị trí này vào ngày 5, điểm dừng lỗ sẽ ở đây. Nhưng bạn sẽ chỉ làm vị trí đó nếu bạn cho phép mình gặp toàn bộ rủi ro đó, không vượt quá mức rủi ro tối đa của bạn. Mức độ rủi ro tối đa của tôi là 3.5%, chỉ vì tôi cảm thấy thoải mái với việc tìm kiếm các đó là những thiết lập lựa chọn thực sự tốt, và tôi xinh đẹp, thiếu sót trong việc lấy lại tiền nếu tôi làm mất nó. Tôi không đề xuất 3 và A trên 2% là lý tưởng cho bạn. Thực tế là như vậy, cách này cách quá cao. 2% là quá cao đối với bạn. Tôi nghĩ không bao giờ nên vượt quá 1%, nếu trừ khi bạn đã giao dịch được 5 năm, có lợi nhuận liên tục, không bao giờ từng trải nghiệm rủi ro lớn hơn 1%. Bạn có thể làm được rất nhiều, có vẻ như bạn không thể, vì bạn không biết phép toán đằng sau nó, nhưng làm những gì tôi sắp chỉ cho bạn ở đây. Bạn vẫn có thể xây dựng giao dịch tốc độ, giao dịch vị trí, nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn, tính cách để ở trong những kiểu di chuyển này. Nhưng dù sao thì, chúng ta có một khoảng cách giá trị hợp lý khác ở đây. Đây là mục tiêu của bạn, và mức dừng lỗ sẽ ở trên mức cao này ở đây. Vậy là bạn có 3 mục ở đây, một trong số này có thể được sử dụng làm mục nhập ban đầu và không sử dụng giá mở cửa từ ngọn nến hàng ngày. Bởi vì tôi đã kết hợp các khía cạnh khác về nội dung cốt lõi với mô hình này. Bây giờ giả sử bạn đã bán khống ở đây, bạn đã thêm 3 cái nữa, và bây giờ bạn sẽ làm gì ở đây? Một cái đó là nó. Bạn không thể thêm nữa, tại sao? Bởi vì một khi thị trường di chuyển xuống dưới, điểm này ngay tại đây, điểm này là gì? Đây là phạm vi giao dịch khoa nhi được rồi. Phạm vi giao dịch là thế này. Sao thế này đây, ở mức thấp này phải không? Dạy tôi phạm vi chia bài mạnh cơ, ý bạn là gì khi nói phạm vi giao dịch? Bây giờ tôi đang dạy nó. Thấp đến cao. Đó là cánh giá gốc ban đầu, hoặc tầm giá gốc nhé. Phạm vi giao dịch được xác định bởi tín hiệu tế bào ban đầu ngay tại đây. Một khi tín hiệu di động xảy và nó bắt đầu đưa ra mức giá giảm, đó là nơi bạn bắt đầu, và bạn xác định phạm vi giao dịch. Không phải vì đây là cuộc dừng chạy, đây là phạm vi giao dịch. Tại sao nó là bởi vì bạn có thể thấy họ đang bán khống và bây giờ họ đang phân phối giá thấp hơn. Ôi chào, bạn đã học được rất nhiều điều trong bài học này và chúng ta vẫn chưa xong. Nếu chúng ta có phạm vi giao dịch được xác định như thế này, sau đó bạn kết hợp những gì tôi đã dạy bạn, số mô hình, tháng thứ 5, sử dụng ma trận PDRA và phần thưởng chiết khấu và xu hướng theo mùa, bạn sử dụng nó với phạm vi này. Phạm vi giao dịch này được xác định và chia đôi ở đây. Bạn chỉ có thể thêm, hoặc nhập ở mức trung bình hoặc cao hơn khi giá cao hơn. Và bạn chỉ có thể tạo kim tự tháp khi nó ở mức cao cấp. Ở đây xác suất giảm nhanh chóng. Về mặt tỷ lệ cược và có lợi cho bạn, cho bất kỳ mục bổ sung, mặc dù chúng có thể được hiển thị ở đây trong nhận thức muộn màng. Hãy tin tôi khi tôi nói với bạn điều đó, chỉ vì thời vụ, Tennessee làm việc rất nhiều, nó vẫn có thể đốt cháy bạn. Và cách duy nhất bạn có thể định nghĩa nó với xác suất cao, đó là những gì bạn đang học ở đây. Đây là tốc độ nhanh nhất bạn cần thấy trong quá trình thiết lập của mình. Nếu bạn làm điều này, đây là những gì nó làm, thực sự đang làm. Đây là toàn bộ khuôn khổ đằng sau động thái giá đặc biệt này, sử dụng những gì tôi chỉ dạy bạn cho đến nay, để bạn có thể đóng khung nó với lập trường thuật toán trong quan điểm. Có hàng ngàn thứ khác nhau đấy trong bài thực hành này mà tôi chưa dạy bạn. Thật là điên rồ. Dựa trên thời gian và ngày. Và tôi đang nói với bạn, 2020 sẽ tuyệt vì bạn sẽ thấy rất nhiều thứ, sẽ rất khô khan trong việc cung cấp nội dung. Nhưng chính những điều bạn không hiểu là tôi làm.
Điều đó dẫn tới lý do tại sao tôi lại như vậy. Tôi rất nhất quán vào điều này. Đây là những điều không ai biết. Vậy nhưng đây là một khuôn khổ chỉ sử dụng cho nội dung cốt lõi. Bạn có thể thấy IPTA hoạt động như thế nào trên thực tế, làm những gì nó đang làm mọi lúc. Tôi đã nói với bạn rằng khuôn khổ này sẽ có mặt ở đây vào tháng 5. Tôi đã nói với bạn năm và ở đây chúng ta lại có nó. Được rồi, tôi đã ném. Cũng nói với bạn rằng nó di chuyển trung bình khoảng 500 pip. Ồ, xin chào, đây là 500 pip. Bạn tính toán xem bạn có thể tránh được điều gì. Cũng không tránh, nhưng những gì bạn có thể đủ khả năng để giao dịch. Một trong những thiết lập này, hoặc cả ba đều sử dụng tiêu chí tôi đưa cho bạn. Nếu bạn bán một cái ở đây, và bạn đang sử dụng lệnh dừng lỗ ở đây, không có nhiều rủi ro ở đó. Nếu bạn bán khống ở đây, và bạn đang sử dụng lệnh dừng lỗ ở đây, cũng không có nhiều rủi ro ở đó. Nếu bạn đang bán khống ở đây, và sử dụng nó làm điểm dừng, cũng không có nhiều rủi ro ở đó. Vì vậy, chúng đều ở khoảng 50 pip hoặc hơn hoặc ít hơn. Từ lúc vào lệnh cho đến việc liệu mức dừng lỗ có được áp dụng hay không, bạn cần phải xác định ban đầu bạn sẽ phân bổ bao nhiêu. Bây giờ hãy nghĩ xem bạn đã hoàn thành mục nhập ở đây trong 5 phút chưa, và bạn đang sử dụng lệnh dừng lỗ ở đây, và bạn không muốn vượt quá 1%. Điều đó có nghĩa là nếu bạn có ý định, có khả năng bổ sung vào vị trí, thì bạn phải sử dụng ít hơn 1% cho lần nhập đầu tiên của mình. Và sau đó tính đến số tiền bạn có thể mua được, tiến về phía trước. Đó là điều bạn cần phải tự xác định. Đó sẽ là khu vực tuyệt vời mà tôi sẽ không đi sâu vào. Bởi vì nếu tôi nói bất cứ điều gì về đây là framework mà bạn nên sử dụng, đây là những gì bạn nên làm cho thiết lập của mình, thực ra tôi đang bảo bạn phải làm gì với tiền, và tôi không thể làm điều đó bởi vì chúng ta đang nói về giao dịch demo, và tôi không được phép cung cấp loại đó hoặc mức độ đó. Lời khuyên nên tôi đang chỉ bạn đi đúng hướng để xác định là bạn có thể tự đóng khung nó, nhưng bạn phải rất ý thức rằng mặc dù bạn đang nhập vào đây hoặc ở đây hoặc ở đây, kịch bản lý tưởng là bạn muốn vào ở trên điểm giữa đó trong phí bảo hiểm. Bây giờ một số bạn đang nghĩ, chờ một chút, bây giờ đây là biểu đồ 4 giờ, không có cơ hội nào khác để vào đây phải không? Nhưng đó là những mô hình khác, và đó là những ứng dụng khác, và nó ở chúng ta đang nói về giao dịch trong ngày và dao động. Giao dịch trong ngày, đó không phải là phạm vi của mô hình này. Vì vậy đừng nhầm lẫn. Tôi không nói rằng bạn vẫn không thể mất 5 phút khoảng trống hợp lý trong tất cả hành động giá này, bởi vì chúng tôi đang giảm giá để thiết lập. Tôi đang nói cụ thể về mẫu số 4, đó là một mô hình giao dịch vị trí. Điều duy nhất tôi muốn đưa vào đây trong khuếch đại với bài học bổ sung là làm thế nào bạn có thể tạo kim tự tháp bằng mô hình này, và cách đóng khung các khía cạnh có xác suất cao, và suy nghĩ về giá từ quan điểm thuật toán. Điều gì tạo nên các thiết lập phù hợp với IPTA là những gì tôi đã chỉ cho bạn, và tôi đã cách xác định phạm vi giao dịch là gì, và đây là cách bạn thực hiện tất cả các phạm vi giao dịch. Vì vậy bất cứ khi nào bạn nghe rồi có phạm vi giao dịch ở đây, bạn cần nhìn vào phạm vi đó và sau đó chia nhỏ khung thời gian tiếp theo bên dưới nó. Giống như bây giờ tôi sẽ bắt biểu đồ hàng giờ và chuyển xuống biểu đồ 15 phút, và bạn sẽ thấy những gì tôi vừa đưa, bối cảnh nơi tín hiệu ban đầu được đặt bên trong phạm vi đó. Đó là nơi bạn xác định phạm vi hoặc phạm vi giao dịch từ, và sau đó nó đây rồi. Thanh khoản ở đây là lợi nhuận đầu tiên. Khi chúng tôi thực hiện việc chia tỷ lệ đầu tiên của bạn, rất trân trọng nếu anh ta bán khống ở đây hoặc tất cả chúng. Trên mỗi một trong số này nói, giả sử trong giây lát rằng bạn đã có cả ba vị trí, đã nhập cái này, sẽ là nơi bạn tham gia một phần vào cả ba điều đó. Bây giờ ở Hoa Kỳ bạn sẽ phải nghỉ một phần vì vị trí riêng biệt, và bạn sẽ phải cởi chúng ra. Có lẽ bạn đã tham gia giao dịch này ở đây trước tiên, rồi cái này và cái này. Nó phụ thuộc vào những gì người môi giới, những người khác trên khắp thế giới. Có thể không có vấn đề đó nhé. Nhưng nếu bạn làm việc đó với tư cách giao dịch vị thế, bạn có thể làm được. Bạn có thể làm 5 phút ngắn ở đây. Nếu đó là tiêu chí đầu vào của bạn, bạn có thể làm 2. 2 trong 1 vẫn là 5. Nhưng bạn lấy 2 trong số 5 cái bạn nhập ban đầu vào đây, và bạn lấy những người kiếm được toàn bộ lợi nhuận từ 2 chiếc mini ở mức thấp hoặc thấp hơn thì được. Và sau đó bạn sẽ còn lại 2 và 1. Điều tương tự ở nếu bạn định làm 3, bạn có thể thực hiện 3 mục riêng lẻ hoặc 3 mini riêng lẻ, và đó là cách bạn đánh bại
đầu tiên và đầu tiên loại công cụ đó ở Hoa Kỳ một lần nữa. Bạn sẽ nhập cái đó và sau đó đặt lệnh giới hạn của bạn ở đây và sau đó không có vấn đề gì. Điều tương tự ở đây cho cái này được rồi. Bạn chỉ cần làm nhiều việc hơn, không may, nó là một phần của trò chơi này, nên họ cứ làm mọi việc trở nên khó khăn hơn vì mọi người tiếp tục thông minh hơn và chia sẻ nó với người khác. Vậy là 20 năm sau, có lẽ điều đó là không thể, vì vậy hãy kiếm tiền ngay bây giờ. Tôi chỉ đùa thôi, tôi không nghĩ điều đó là không thể. Nhưng một lần nữa, khu vực bóng dâm này ở đây, Dallin cần xu hướng theo mùa. Và chúng ta gần như sắp kết thúc tháng 5. Và cũng sắp đến tháng rồi. Xinh đẹp. Sự đối xứng mô tả đẹp về hành động giá, hoàn toàn nghiền nát nó về mặt độ chính xác, và nhìn xem rút xuống bao nhiêu. Thực sự nhìn vào điều này trên dữ liệu của riêng bạn, sử dụng những điểm tham chiếu này, nó không trong bối cảnh tôi đã đưa ra ở đây được rồi, cũng từ một mô hình thương nhân swing được. Chúng tôi có cánh giá gấp ở đây, từ thấp đến cao trong phạm vi này. Nếu đây là điểm tựa, giá phá vỡ dưới nó, lấy phạm vi này, và sau đó chiếu nó xuống và bạn cũng đạt được mức thấp đó. Vì vậy đó là một bí quyết, mọi thứ về chuyển động của thị trường này đều có tính đối xứng. Tuyệt đẹp. Xin đẹp, bạn nên dành ít nhất 2 hoặc 3 tuần tập hợp các ghi chú xung quanh động thái cụ thể này ở đây. Bạn nên có mọi khung thời gian, tất cả các loại ghi chú. Ý tôi là bạn có thể nghiên cứu điều này theo đúng nghĩa đen cho đến tháng 10 và không kiệt sức. Nó thật là một fractal đẹp. Và còn nhiều hơn thế nữa ở đây. Tôi có thể quay lại đây sau 10 năm nữa và cho bạn xem và chỉ cho bạn thấy sự bắt đầu ở đây, những điều mà chúng tôi chưa đề cập đến. Bạn chưa, bạn không biết có bao nhiêu. Còn nhiều điều hơn thế nữa. Nhưng bạn phải bắt đầu ở đây. Và tôi đã nói những điều này khi chúng tôi ở trong hướng dẫn miễn phí. Tôi đã nói những điều khi bạn lần đầu tiên bắt đầu công việc trong vài tháng đầu tiên. Bạn cũng phải làm điều này. Nhưng hãy nhìn xem bạn đạt được điều gì. Bây giờ bạn đã đến đâu? Và bạn đã tự mình vượt qua quá trình học tập của mình đến một mức độ hiểu biết mà không ai khác bên ngoài cộng đồng của chúng tôi có. Nghĩ về điều đó, điều đó thực sự thú vị. Ý tôi là với tôi thật thú vị vì tôi có thể sống lại nó. Nhưng bạn có khả năng làm tất cả những điều tuyệt vời này và không trải qua mọi vấn đề và cạm bẫy mà tôi phải chịu đựng trên đường đi. Bạn đang nhận được tất cả những mặt tốt. Và tôi thực sự muốn bạn đánh giá cao, bởi vì điều này khiến tôi tốn rất nhiều chi phí. Rất nhiều, và tôi không muốn thứ này bị vứt lung tung. Tôi không muốn nó bị cho đi, bởi vì bạn nghĩ bạn là người tiếp theo. Tôi không biết nó. Công việc của tôi không phải là từ thiện. Được rồi, nó có giá. Đó là một sự hy sinh đối với tôi để có được điều này ổn thỏa. Vì vậy, hy vọng bạn thấy bài học này sâu sắc. Đã đạt được nhiều hơn cái nhìn sâu sắc về điều gì dẫn đến những kiểu thiết lập này. Và nếu có gì, hãy nhớ như tôi đã nói ở đầu video, khi bạn đăng ký với tôi lần đầu tiên, phải mất rất nhiều sự tin tưởng. Và tôi có thể đánh giá cao điều đó bởi vì tôi đã mua những thứ và tôi đã trả tiền cho người khác để cố gắng dạy tôi những điều, không chỉ trong giao dịch nhưng những thứ khác. Và nó không như mong đợi được rồi. Nó không phải vì nó không được giao như mô tả được rồi. Điểm mấu chốt là bạn đã được nói một năm trước được rồi. Tiêu chí cụ thể này. Bây giờ việc thỉnh thoảng tôi gặp may mắn là một điều. Được rồi, có một điều tôi phải nói. Bạn biết, tôi nghĩ thứ ba sẽ là một tuần ngắn và nó có thể làm được điều đó 60-70% là được. Tôi không đối xử với thứ ba hàng tuần với suy nghĩ đó. Tôi đang chờ tiêu chí cụ thể để đi đến thỏa thuận với. Sau đó tôi sẽ tìm thiết lập đó. Nhưng nếu khuôn khổ và tất cả những thứ đằng sau nó không có ở đó, tôi không giao dịch. Tôi sẽ làm việc khác. Tôi có rất nhiều việc tôi có thể làm. Tôi có thể giao dịch chỉ để giao dịch biến động, tìm kiếm thanh khoản. Tôi không cần bất kỳ người mẫu nào để làm điều đó. Tôi cũng không cần sự thiên vị hàng ngày để làm điều đó. Bạn với tư cách là một cá nhân đang học cách làm điều này, bạn phải tuân theo các quy tắc. Mọi thứ tôi đã cho bạn, tuân theo những quy tắc đó. Đừng cố sáng tạo. Đừng cố lấy những thứ đó và vặn vẹo nó nói tốt. Tôi nghĩ nó sẽ hoạt động tốt hơn. Đừng làm thế được không? Có rất nhiều cơ hội để bạn làm điều đó trong tương lai. Bạn sẽ kìm hãm sự phát triển của mình. Vì vậy, hãy nhớ, bạn đã tin tưởng tôi.
tham gia và trả tiền. Và bạn đã ở đây, bây giờ bạn là thành viên điều lệ. Mô hình này tôi đang nói với bạn. Đây là thứ khiến bạn trở nên giàu có. Đây là thứ mà tất cả mọi người trên hành tinh này muốn biết làm thế nào để giao dịch với. Họ chỉ không biết phải tìm gì, và họ thậm chí còn không biết cách hỏi thông tin. Nhưng đây là cái mà, nếu Larry Williams biết điều này, đây là thứ sẽ giữ anh ta khỏi có những năm tháng mà những điều anh ấy đã nói đáng lẽ phải xảy ra. Và nó đã không xảy ra, anh ấy sẽ biết điều gì sẽ xảy ra. Mỗi 3 tháng, lẽ ra anh ấy nên thực hiện những lựa chọn lớn nếu anh ấy biết mình đang làm gì. Bây giờ tôi đang nói điều đó với sự tôn trọng. Tôi đang nói thành tích của anh ấy chứng minh rằng những lựa chọn của anh ấy không phải lúc nào cũng như vậy. Người đàn ông đã phá hủy ở Robin's Cup chắc chắn là một năm 1987. Nếu bạn học mọi thứ về năm đó, mọi thứ đều phù hợp với kiểu di chuyển đó. Nghĩ về nó. Tất cả các bạn nếu tôi chưa bao giờ nhưng tôi đã làm điều và đó là một trong những điều tôi đã giải mã được. Anh ấy đã cố tình chờ đợi năm đó bởi vì mọi thứ đã được xếp hàng. Tất cả chỉ là hướng một chiều, mọi thứ đang chuyển động và rõ ràng là thị trường đang ở trong mô hình xu hướng. Chúng tôi thực sự không có một mô hình thịnh hành cho đến bây giờ trên cáp. Trời đang bị giật, nó thật là một mớ hỗn độn. Tôi nghĩ vậy. Nếu bạn ngồi lại vào cuối tuần này, trong khi dành thời gian cho gia đình bạn, tôi muốn bạn suy ngẫm về lý do tại sao bạn học dưới sự hướng dẫn của tôi. Được rồi, và tôi muốn bạn nghĩ về những thứ đó là gì, cảm xúc bạn đã có, và bạn đã có những nguyện vọng gì khi lần đầu tiên đã quyết định rằng bạn sẽ cho tôi thời gian của bạn. Bởi vì thật tốn kém khi cho ai đó bất cứ thứ gì. Bạn biết đấy, nhưng thời gian là thứ đắt giá nhất. Bạn đã cho tôi nhiều năm thời gian. Và tôi tin rằng nếu bạn thành thật với tôi và chính bạn, khi bạn ngồi lại và nhìn vào những thứ này, chỉ một bài học này thôi. Chỉ cái này thôi. Bạn có thể làm rất tốt. Tốt không thể tin được. Và nó mang lại cho bạn một khuôn khổ rõ ràng. Không có nhiều thứ phải lo lắng. Không có nhiều thứ để vấp ngã. Nó rất rất nhị phân. Có bộ lọc rất rõ ràng, mình vừa giới thiệu ở đây. Bạn nhập thông tin ở đâu, nó được giới hạn ở đâu, bạn không thể làm gì hơn nữa và có một kim tự tháp. Bây giờ cũng có các mục bên ngoài mô hình ban đầu. Tôi đã cho bạn những cách sử dụng khác với những gì tôi đã dạy bạn. Cắm và chơi, hãy nhớ những gì tôi đã hứa với bạn. Các mô hình sẽ được cắm và chạy. Bạn đã biết mọi thứ từ nội dung cốt lõi. Tất cả những gì tôi đang ghép những mảnh đó lại với nhau để có được bức chân dung mà bạn nghĩ đến. Vậy bạn hiểu rồi. Từ những ví dụ của tôi, sau khi tôi làm chúng, nếu tôi chỉ vào cái gì đó, tôi nói điều này sẽ xảy ra, sau đó tôi tham gia với nó, sau đó tôi giao dịch, và bạn thấy những ví dụ về thành quả của nó trên Twitter, giống như mọi người khác một cách công khai. Đó là lý do tại sao tôi làm điều đó một cách công khai. Có người ngoài kia nghĩ rằng họ muốn vào đây vì tôi đang đưa ra 30 tín hiệu khác nhau mỗi tuần. Tôi không làm điều đó, và tôi luôn trung thực, bởi vì ngoài kia có những người trong ngành đang theo dõi. Các nhóm như CFTC, FCC dù nó là gì đi, bạn biết mọi người đang theo dõi tôi được chứ. Họ tin tôi, họ đang theo dõi tôi, và đó là lý do tại sao tôi hiển thị tất cả kết quả của mình trên Twitter. Bởi vì thực sự không có lý do gì để họ muốn tham gia vào chương trình cố vấn, bởi vì không có gì thực sự xảy ra. Ngoài những ví dụ đó, bởi vì những ví dụ đó, những cái tương tự mà tôi khuyên bạn nên xem. Tôi nói với bạn rằng thị trường sẽ đi đến đây, sau đó tôi giao dịch theo những hướng đó theo xu hướng bằng cách sử dụng rất quy mô rất nhỏ, khoảng cách giá trị hợp lý, các mục giao dịch tối ưu và chạy trên tính thanh khoản. Tôi không sử dụng mọi thứ bạn đã được dạy, nhưng tôi vẫn có người cố gắng vào đây bởi vì họ nghĩ có cái gì đó khác, và một số bạn cũng đang chờ mẫu số 5, và nhóm còn lại đang đợi mẫu số 12. Khi bạn đã xinh đẹp, những mô hình đã có trong tay bạn. Vì vậy, cuối tuần này tôi muốn bạn suy nghĩ. Hãy nghĩ về lý do tại sao bạn đăng ký với tôi, tại sao bạn lại dành cho tôi chút thời gian của bạn, và cân nhắc. Bạn đã nhận được từ tôi những gì bạn mong đợi chưa?
Và nếu bạn không tin rằng bạn có, bạn cần phải tìm kiếm tâm và thực sự nghĩ về những gì bạn đã nghĩ. Bạn định đến đây, bởi vì tôi đang nói cho bạn biết thị trường đã cuối tuần nó đều xảy ra. Tôi đã dạy bạn cách tương tác với nó, và nó cứ tiếp tục xảy ra. Tôi thực hiện với nó mỗi tuần. Bạn đã thấy tôi làm bao nhiêu giao dịch thua lỗ? Hãy cho tôi xem số dạng Facebook của tôi. Tôi đang làm tốt hơn thế nhiều. Tôi đang nói với bạn, tiêu đề báo ngày mai trước khi nó xảy ra. Tôi sẽ nói với bạn trước một tuần trước khi nó xảy ra. Và mẫu số 4, tôi đang nói với bạn một năm tới. Tranh luận nó. Bạn không thể.